Em đến thăm anh thật phải không Nhan? Đây là sự thật hay giấc mơ vậy em? Trời ơi Nhan ơi, vậy là trời còn thương cho số phận của hai đứa. Anh Hoàng, anh có được khỏe không? Gặp được em, anh cảm thấy khỏe hẳn lên. Còn em ra sao em? Em thế nào? Cảm ơn anh. Nhan, Nhan ơi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ được tự do rồi. Lúc ấy mình sẽ làm đám cưới ngay nhé em. Mình sẽ sống lại những ngày thơ mộng cũ, những ngày êm đềm trên bờ biển quê hương. Anh Hoàng. Nhan, em làm sao vậy hả? Em cũng ước mơ như anh phải không em? Em nhớ anh lắm phải không em? Em đã có chồng. Hoàn cảnh trái ngang đã đẩy em vào con đường không lối thoát. Trời ơi Hoàng, hãy tha lỗi cho em, vì em không còn con đường nào khác. Vậy mà em còn đến đây để làm gì? Em vẫn yêu anh, tin rằng khi hiểu ra sự thật anh sẽ thương em hơn. Thôi đừng nói nữa em, đừng nói nữa em. Hết rồi, hết thật rồi Nhan ơi. Hoàng. Còn gì nữa đâu mà tìm đến nhau. Ngày hôm nào thề nguyện cùng trao, cớ sao nay đắng cay bè bàng. Tan giấc mộng mình tôi mang hết đau buồn. Ôi đâu ngờ đời là bê sâu, tình này đã lỡ lệ rơi chưa chán. Nhan ơi, tình đã tiêu tan thì còn khóc than làm chi nữa. Nềm ấm chân em đang chờ em đó, hãy nhẹ gót son về chốn quê xưa vui sống bên chồng. Đời tôi đã hết còn thương tiếc gì, hãy để nơi đây một mình tôi cô độc. Bốn bức tường giam chặt cuộc đời tôi, có lẽ tôi không sống nổi đến ngày mãn hạn. Tôi mong được chết để đừng về đến quê xưa. Cuộc đời tôi không còn gì nữa, đừng vì tôi lỡ làng duyên tơ tóc. Anh Hoàng, người ta cưỡng bức em, người ta buộc em phải làm vợ mà. Em đừng nói nữa, em đừng nói gì nữa cả. Em hãy về đi, em hãy về đi, về cho người ta vui mà. Anh Hoàng, người ta vui để cho em phải trọn đời âu sầu đau khổ. Em muốn được ở bên anh, được chết cùng anh cho trọn chữ chung tình. Biết nói sao đây cho ai yêu được trái tim mình, nỗi đớn đau dập dùi lên thân xác, cả tâm hồn em cũng tan nát không còn đâu. Anh nào thấu hiểu cho em, một mình thân gái đoạn trường bơ vơ. Em nào mơ mộng gì đâu, đời không lối thoát đành mang giọt sầu. Thôi em đừng nói gì thêm nữa, em hãy về đi. Anh Hoàng, thế là mình đành vĩnh biệt từ đây. Hoàng ơi, trọn cuộc đời
đời này em đã mất anh rồi. Không, trong cuộc đời này anh đã mất em mới đúng nghĩa chứ. Anh Hoàng, hãy cho em nói với anh lời sau cuối. Em còn muốn nói gì nữa? Chưa đủ hay sao? Em muốn anh phải chết liền tại đây sao? Trời ơi, nỗi ức oan của 18 năm trời lao lý, nỗi đớn đau nào hơn khi người yêu đã có chồng. Trời ơi, Tại sao tôi không chết đi? Tại sao tôi không chết đi để tâm hồn tôi được bình yên thanh thản? Tại sao? Anh Hoàng, em về đi, về đi. Anh Hoàng ơi, em yêu anh, em yêu anh. Trong cuộc đời này anh chỉ có yêu anh thôi. Về đi, về đi, về đi. Hoàng, Hoàng con, chuyện gì mà con la lớn vậy hả Hoàng? Hoàng, tỉnh lại con, chuyện gì vậy? Bác ơi, bác con ơi. Con vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Là con vừa gặp Nhan, vợ chưa cưới của con, ở tại chỗ này nè. Nàng báo tin cho con biết là nàng đã có chồng rồi. Thôi con, con hãy tỉnh lại đi. Vì con quá thương cô ấy, quá lo sợ nên con mơ thấy vậy thôi. Chứ không lẽ nào đâu. Con lo con hiền từ tốt bụng như vậy thì lẽ nào cô ấy lại phụ bạc con. Đến bây giờ bác mới hỏi con, con bị bắt giam vào đây vì tội gì vậy? Con không có tội gì hết bác à. Bác biết không, suốt 18 năm con bị giam cầm trong ngục tối mà con không biết mình mang tội gì. Con không gây tội ác, con cũng không cướp của giết người. Con yêu thương tất cả mọi người. Vậy mà tại sao người ta bắt con vào đây? Con không hiểu, quả tình là con không hiểu mà. Con muốn sống lắm, Vậy mà người ta không cho con sống. Người ta nói với con là anh sẽ được tự do. Vậy mà đã 18 năm con bị giam cầm trong ngục tối. Bác, tại sao người ta tàn nhẫn với con vậy bác? Bác ơi, tại sao con người lại muốn ăn thịt lẫn nhau? Giữa nơi tâm tôi chốn lao tù, con tự hỏi mình suốt 18 năm qua. Nhưng bác ơi, thân phận của con chẳng ai xót thương, chẳng ai đau lòng, chỉ thương cho phận mình phải chịu cùng gông. Đơn đau rơi từng giọt lệ sầu, xác xơ tơi tả xác thân. Con, những lời con nói vừa rồi là sự thật chứ? Con nói thật, con oan ức lắm, con oan ức lắm bác ơi. Ôi con của ta, hóa ra ta chẳng phải là người đau khổ nhất trên đời, mà đau khổ lại là con. Lúc mới vào tù, sức khỏe bác như con mạnh hổ, ấy vậy mà bác phải chết chứ không sống nổi đến ngày mãn hạn tù. Con có chết không bác? Con không cần, con không cần giàu sang, con không cần của cải, con chỉ cần được tự do thôi mà. Ôi con còn trẻ quá, nó chưa hiểu nổi sự mang trá của cuộc đời. Tội nghiệp cho con, ta thương con biết chừng nào. Bác ơi,
sao tim ta nhói đau như thế này? Bác làm sao vậy? Bác mắt, mắt ta lại mờ đi. Bác ơi, không nhìn thấy gì cả. Phải chăng đã đến giờ rồi sao? Bác ơi, bác làm sao vậy? Bác đừng làm con sợ mà. Bác đừng kêu lên như vậy. Hãy lau nước mắt đi để còn nhìn nhau mà vĩnh biệt. Đây, hãy giữ lấy vật này. Đó chính là quả đồ mà ta đã vẽ lại chỗ chôn cất kho báu của ta. Con cứ theo quả đồ này mà tìm tới kho báu. Bà ơi, bác đừng làm con sợ mà. Bác phải sống mà. Đừng khóc. Nước mắt không làm cho ta bớt khổ đau. Con nghe đỡ bác nằm xuống đi. Dạ, bác hãy nằm xuống đây. Hãy im lặng để tiễn đưa linh hồn tội lỗi của ta ra đi thanh thản. Sau này nếu con có kể chuyện này cho ai nghe, xin con hãy kể rằng có một tên cướp từng giết người cướp của đã bị giam cầm trong ngục tối. Trước phút lâm chung hắn đã khóc. Hắn khóc vì hối hận. Và khóc để van xin cho linh hồn của hắn khỏi phải xa xuống địa. Mong cho tôi gặp nhiều điều xui xẻo ở ngoài biển khơi bị nha. Mình, tôi có làm điều gì khiến cho mình phải nghĩ như vậy? Em không làm, nhưng lương tâm của em nghĩ. Tôi biết lúc nào em cũng mong cho sự vắng mặt của tôi nó kéo dài hơn chút nữa. Thậm chí những chuyến đi xa ở ngoài biển của tôi, em cũng mong cho nó trở thành là vô tận. Mình, tôi có nghĩ như vậy bao giờ đâu. Có
trong đôi mắt của em và trong cả đôi môi, trong lời nói và trong tiếng thở nghe dài, tôi thấy như chứa một cái sự gì mà căm ghét. Tôi đã làm gì khiến em không thể yêu tôi? Nói đi, em hãy nói đi nhan. Tôi phải làm gì để xóa bỏ hận kia? Có phải là tôi đã bỏ bê em không? Đây em phải sống trong y cảnh lạnh lùng hay đánh đổi một người để giành trái tim em? Hả? Mình nói gì? Không, không. Tôi muốn nói vì em mà tôi phải đánh đổi với cả mạng sống của chính tôi. Phải, em căm thù tôi cũng đúng, vì trong em bao giờ cũng là hình ảnh của thằng Hoàng. Hoàng ơi, tao không hiểu tại sao mày ngồi tù mà lại sung sướng hơn tao vậy Hoàng. Kẻ đang sống tung hoành giữa trời đất mà không được người thương tưởng đến. Đương, tôi đã là vợ của mình rồi mà, sao mình hay đem cái ý nghĩ cay đắng ấy mà hành hạ tôi hoài vậy? Đã biết bao lần tôi đã nói với mình rồi, tôi gian mình đừng đụng chạm đến Hoàng nữa. Em cấm tôi không đụng chạm đến Hoàng để nó được sống mãi trong tim, trong óc của em. Trời ơi, nếu nó hiện hữu trước mặt tôi thì tôi còn có thể giết nó chết đi cho rảnh mắt. Nhưng nó đã nằm sâu ở trong đáy lòng em thì làm sao mà tôi có thể ôm lấy nó được chứ? Tôi biết lúc nào, ở đâu tôi cũng thấy nó hiện diện ở bên em kia kìa. Mình không có bằng cớ, mình không có quyền đai nghiến tôi. Không có bằng cớ? Cái gì đây? Bấy lâu nay tôi đã thấy em nâng niu nó, em trìu mến nó. Nếu nó không phải là của thằng Hoàng thì không bao giờ được em trân trọng cài lên mái tóc ốc mượt của em đâu. Anh Đức, anh không có quyền làm như thế. Không có quyền à? Có chứ, tôi vẫn còn cái quyền của tôi. Quyền của tôi hiện giờ là chồng của em. Dẫu rằng tôi chỉ là một thứ chồng hờ đầu gối bên tay, mà trí óc em đã gửi cho ai? Tôi thừa biết là từ khi em theo tôi về làm mì vợ, tuy sống chung một nhà mà hồn em nào gửi cho tôi. Tôi hiểu tôi đối với Hoàng tôi không thể nào sánh được, cho nên tôi mới nghi nén lòng làm mọi cách để được em. Thờ thẫn giàu ra suốt năm tháng ở bên chồng. Ở gần nhau mà sao tình chẳng nghi bén nghi nồng, vì ai tôi đã phải tính năm tính tháng, tính từng con trăng để đợi lúc nghi được gần. Phải đớn đau chờ cho em quên hết sầu thương, phải chịu đựng để nhìn em ráo lệ. Ngày xuất giá mắt em còn vương ngấn nghi lệ, hỏi trời xanh ai nghi có nghi thấu cho nghi tình. Rồi tôi cũng về ở với mình, ngày tôi về đây tôi vẫn còn trong trắng kia mà. Trong trắng? Phải, cái trắng trong mà mình trao gửi nào có phải đâu do thật ý của mình. Tôi đã phải dành nó bằng chính sức của tôi, đêm
mân ai mà cứ tưởng đối mặt với kẻ thù. Sau giây phút ấy em chạy ngay ra biển, tôi biết rằng em muốn rửa ngay sạch sự bơ nhơ. Giữa những lớp sóng bạc nhấp, em thả tóc dài như những cành sông biển. Tôi thích thú lặng im đắc thắng vì nghĩ rằng đã chiếm được lòng em. Như không, rồi những tháng ngày qua, tôi càng thấy em lặng im, tôi càng hiểu rằng chính tôi mới là người thua cuộc. Như người vẫn đen tìm mãi trong canh bạc, cuối tôi cả cuộc đời để dành cho được ngày đáy tim em. Thế bây giờ mình muốn gì ở tôi nữa? Tôi đã bị mình cầm chân, tôi không được rời xa mình nửa bước. Mình còn đòi hỏi gì ở tôi nữa chứ? Tôi phải trả thù. Mình ơi, tôi gian mình mà. Anh Hoàng anh đã mang tội oan ức rồi. Mình ơi, mình đừng có trả thù anh nữa. Không, tôi trả thù em. Tôi phải. Em phải đầy đủ bổn phận và vai trò của một người vợ. Mình Nhan mình... Nhan. Để cái thằng Hoàng, nếu nó còn sống nó trở về đi. Nó thấy rằng chính tôi là người thưởng trái cấm đầu tiên. Phải. Cũng chính tôi mà thằng Hoàng nó phải. Anh Đương. Trời ơi. Con Trơn tự nhiên chặn lời à? Trời ơi, bà làm gì mà bà giật giống không gánh giật bà quá vậy? Giật gì? Tại ông Trơn á. Tại tôi gì? Ông đi ăn nhậu tối ngày bỏ mình tôi nhà tôi buồn, thành ra tôi tập nhảy để tôi đi nhà hàng tôi làm vũ nữ. Ý, chứ bà là vũ nữ hả? Ừ. Bà có nước là vũ áo chứ vũ nữ. Trời đừng ơi. Giỡn à. Vũ nữ cái tướng người ta thon thon, còn có bà trời nó cứ lăn, muốn lăn không rồi đi không được nữa mà vũ nữ cái gì? Nổi thế bà nhảy không thấy nó hết hồn. Đang bà gì mà nhảy? Trời ơi, tôi lại bà. Bà làm ơn mà đừng có nhảy nữa giùm tôi nghe. Buồn, tôi buồn tôi mới nhảy đó. Sao buồn? Bà buồn tôi phải không? Chứ sao? Tại sao buồn tôi? Tại ông uống rượu hoài tối ngày bỏ tôi mình tôi buồn. Bà có nỗi buồn của bà mà tôi cũng có nỗi buồn của tôi vậy. Bà biết không? Không. Ừ, nói mới biết chứ phải không? Chứ sao? Sở dĩ mà tôi uống rượu hoài đó là tại vì tôi có nỗi buồn riêng mà tôi nói ông được bà. Bởi vậy tôi mới uống rượu cho giải sầu đó. Nỗi buồn gì vậy? Sao ông nói cho tôi nghe? Lại đây. Cái chuyện này đâu có nói lớn được. Vậy sao? Lại đây. Đây. Ờ. Bà có nhớ cậu Hoàng không? Nhớ. Đó. Hoàng nào? Ê, trời ơi. Nhớ mà hỏi Hoàng nào? Nguyễn Văn Hoàng. Nguyễn Văn Hoàng. Tôi là Nguyễn Văn Chìm. Ông là Nguyễn Văn Hoàng, nhớ không? Đó, thủy thủ tàu Hải Đăng đó. Đúng rồi, nhớ rồi. Đã bị bắt quan ức suốt mười mấy năm nay mà tôi không dám nói với ai trên trời. Vậy hả? Tôi để ông lòng hoài. Trời ơi, tội nghiệp không? Vậy sao ông nói cho tôi nghe? Trời đất ơi, họ cấm không cho tôi nói vụ này. Nếu mà thô lộ ra cái chuyện này đổ bể đó nghe, thì bà với tôi sẽ bị giết hết trơn cái trời. Tôi phải đành lặng thinh buồn bã mượn rượu đi giải sầu thôi bà. Trời ơi, vậy là tội nghiệp thằng Hoàng biết chừng nào. Vậy mà con Nhan bè, đó, trời ơi, cậu kia tao nhặt giải gì vậy? Trời ơi, trời ơi, cái miệng đàn bà, trời ơi, cái miệng đàn bà. Sao sao? Ơi, bởi vì người ta nói rồi, người ta nói không sai rồi. Đàn bà hại chồng gì cái miệng nè. Trời ơi, tôi nói nhỏ con nói lớn. Thôi, bỏ cái vụ đó đi. Nói một hồi là tôi với bà bị chết hết bây giờ à. Vậy hả? Vô dọn cơm cho tôi ăn. Đâu tôi dọn liền. Văn mộng của tôi ngủ. Có sẵn. Rồi. Tôi kể chuyện đời xưa cho bà nghe. Thiệt không? Kể chuyện đời xưa. À, giờ kể trước cho nghe coi. Bà biết không? Ai sao? Ngày xưa đó. Ừ. Ngày xưa có con mè bán dưa. Im câm. Gì? Đồ quỷ sứ nè. Lãng không? Sao đó hồi xưa có mẹ bán dưa, mẹ ngồi mẹ bán. Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Trời ơi, chửi ta đồ quỷ sứ à. Vậy. Bà ơi. Hả? Khế ơi. Vậy? Không phải quỷ sứ, mà cha sứ. Đâu? Cha sứ đó, trời ơi, đó. Tới rồi. Dạ.
Con xin chào cha. Dạ chào cha. Chẳng hay cha từ đâu tới vậy cha? Ta là cha xứ ở nơi khác chứ không phải ở đây. Dạ. Ta đến tìm ông đó. Tìm con? Phải. Chúa ơi. Trời ơi, dẹp đi, dẹp trái rồi đi. Ông nhìn kìa, dẹp đi. Dẹp đi. Ta cái vụ này lắm, trời ơi. Thử dẹp đi. Dạ, mời cha ngồi. Cảm ơn ông. Dạ. Dạ thưa cha, như cha thấy đó, chúng con chẳng giàu có gì cho lắm, vì những người lương thiện khó giàu lắm cha ơi. Tôi tin rằng những người lương thiện sẽ được Chúa thưởng ban chứ. Hả? Chúa thưởng ban? Dạ. Ở địa vị của cha thì cha nói như sao cũng được hết trơn trọi á. Nhưng mà sau đó người ta tin hay không là tùy người ta hà. Được, tôi sẽ cho ông thấy ngay điều thiêng liêng đó. Dạ. Nhưng tôi xem ông có phải là người của Chúa đang tìm không nữa. Hả? Chúa tìm? Chúa tìm con? Chúa tìm con làm chi? Hả? Chúa tìm ông xã nhà con hả? Amen. Gì vậy? Dạ thưa cha, có phải Chúa tìm ông xã nhà con để trừng phạt cái tội mà sai xỉn cả ngày cả đời đó không cha? Dạ ông nói dấu gì cha? Dạ chồng con đã sai từ thời Tây sang tới thời Mỹ đó cha. Đó, ông có nghe không? Không. Gì? Nghe không? Không nghe. Không nghe nãy giờ nói vậy mà không nghe hả? Không. Trời ơi, không nghe thì tôi nói cho mà nghe nè. Nói đi. Ừ. Ông nên biết Chúa rất là linh, Chúa biết sạch hết trơn. Giờ đây ông tính sao xin tội đi, để Chúa còn thương tình mà tha tội. Tôi coi bộ đó không có yên rồi, tai họa không lường. Xê, bà dọa tôi hả? Cốc có sợ đâu bà. Nói cho bà biết nè, Chúa đã xin tội tin từ lâu, phải sinh ra những thằng rượu ly bì để nó quên đi hết mọi việc, mặc cho ai điệu hoa xảo trá lọc nữa. Nếu không như vậy thì làm sao sống được, mà chết vì bực thì làm sao sống thọ. Cho nên Chúa đặt tên tôi là Hữu Tìm. Dạ chào anh chị. Trời ơi, hết hồn. Dạ tiếp hai. Vô đây, vô đây, vô đây. Ít chết. Đức cha. Dạ, dạ con lại cha. Cha, cha. Sao kỳ vậy, sao kỳ vậy? Cha làm sao vậy cha? Có sao không cha? Trời ơi, chắc cha bị trúng gió quá. Lấy dầu vô lên đi, trời ơi, lẹ đi. Lẹ đi. Lạy Chúa, xin Chúa cho con được phép vô lễ cởi quần áo cha. Chi vậy? Cạo gió. Trời ơi, cạo gió thì cạo đại đi, ông đứng như mà trời trọng vậy. Sao tự nhiên tay chân tôi bụng rụng cái trơn, trời bà ơi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy. Thấy cái gì? Thấy cha chứ không phải thấy mẹ đâu, đi chỗ khác coi. Tự nhiên tôi thấy y như là mấy cái ông mà bị mắc kinh phong vậy đó. Y quên trời, coi hổng với cha. Thưa cha, cha không sao chứ hả cha? Cha thở rồi, cha thở rồi. Không sao. Ông bà cho tôi được phép cáo lui. Ủa cha? Dạ thưa cha, xin cha hãy ngồi yên, cha sẽ thấy dễ chịu hơn. Cha đừng đứng lên vội. Không, ta phải đi ngay mà. Không, con thấy cha còn yếu lắm cha. Cha thở nhiều quá mà, cha đi gì được. Thưa cha, hồi nãy cha nói sẽ gặp con có điều gì mà tự nhiên giờ tự nhiên xỉu cái quên. Dừng, tôi sẽ nói đây. Dạ dạ. Ông bà biết cậu Hoàng không? Hoàng. Dạ biết. Cậu ấy là thủy thủ của tàu Hải Đăng, bị bắt cách đây 18 năm. Con biết, và Dương biết nữa cha. Vì cậu ấy là bạn thân của con mà cha. Cha ơi, làm sao cha biết được anh ta? Anh ấy vẫn khỏe chứ thưa cha? Con chiên ấy đã chết ở trong tù rồi. Hả? Cha, cha nói thật chứ? Tôi báo tin đó làm cho cô kinh hoàng lắm sao? Dạ thưa cha, làm sao cho biết được cậu ta? Tôi đã được mời vào nhà giam để làm phép rửa tội cho anh ta. Cha ơi, con xin cha hãy nói cho con được biết vì sao anh Hoàng chết. Còn vì sao nữa? Khi người ta chết trong ngục tù lao lý suốt 18 năm trời mà người ta không biết mình mang tội gì. Đúng rồi cha ơi, cậu ấy không hiểu vì sao mà cậu ấy bị bắt đâu cha. Phải, vì thương cậu ấy mà tôi đã nhận một sứ mạng vô cùng quan trọng. Sứ mạng gì? Số là thời gian ở trong tù, cậu ấy có quen với một người giàu có. Trước khi người ấy được thả ra,
có tặng lại cho cậu ấy một viên ngọc. Một viên ngọc. Cha ơi, rồi cha có nhận viên ngọc đó không cha? Tôi là người thực hiện lời trối trắng của người quá cố. Ông bà có biết không? Trong cơn hấp hối anh ta cố sức bình sinh mà nói lại với tôi rằng cuộc đời của anh ta có ba người bạn rất thân tình, cùng như một người vợ chưa cưới của tôi. Mà tôi tin chắc rằng tất cả mọi người họ đều thương tiếc tôi. Trong số những người đàn ông đó, có một người tên là Hữu Chiềm. Dạ con. Là ông đó. Hiểu. Ông uống rượu nhưng tấm lòng rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người bằng một tình thương tha thiết chân thành. Không chịu nổi. Cậu ta nói với cha những lời như vậy hả cha? Phải. Đúng rồi. Còn người vợ thương yêu nhất của tôi à, không, tôi nói đây là nói lời của cậu ta. Còn người vợ tên gì tôi quên mất rồi. Nhan. Thưa cha, cô ấy là Hồng Nhan. Cô ấy đây. Dân. Thưa cha, con là vợ chưa cưới của anh Hoàng đây. Cha hãy coi con như là kẻ tòng phạm vào tội ác mà người ta đã gây ra. Dù linh hồn trên bạch thủy chung, nhưng thân xác Hồng Nhan ngập trong bùn nhớ tội lỗi. Trên cõi đời ô trọc này thì linh hồn có chi giá trị? Chỉ có thể xác là hiện. Như chú cá heo phơi mình trên bãi cát, mà linh hồn vẫn hoài vọng về biển cả mênh mông. Sống chia một kiếp đọa đài, chết cho số kiếp Hồng Nhan thôi đoạn trường. Anh ta trao cho ta viên ngọc và nói tiếp: con nhờ cha bán ra và chia đều bốn phần tặng bạn. Trời ơi. Và nói lại với họ rằng con thương nhớ họ nhiều lắm. Trời ơi, bạn tôi, bốn thằng bạn rồi. Cái chỗ này đâu có khóc được, chỗ này phải giận chứ. Thưa cha, người ta có thể nhận kẻ cướp vợ mình là bạn được sao cha? Còn kẻ đem lòng ganh ghét nhỏ nhen là được chia đều quà tặng sao cha? Ông nói sao? Người mà anh ta thương tin tưởng lại phản bội anh ta sao? Trời ơi, sao ông nói vậy? Ông Đương đang nhìn ông kìa. Tìm tìm thì sao có gì đâu. Bộ có tìm Đương ở đây tôi không dám nói hả? Anh Tư, dường như có điều gì anh giấu em phải không anh Tư? Đúng, không phải giấu một ngày một bữa mà giấu 18 năm nay rồi. Tôi giấu tìm suốt 18 năm nay rồi, tìm có biết không? Nhưng mà hôm nay thì tôi phải nói. Tôi phải nói. Cậu Hoàng nói với tôi rằng sở dĩ cậu ấy bị bắt là do một lá thơ tố cáo. Phải, một hành động bị ổi, chỉ có quỷ ma mới dám làm. Ông biết người nào viết lá thơ đó không? Tôi... Anh Tư, anh biết hả anh Tư? Biết chứ, trời ơi tôi biết rõ lắm mà. Ai vậy? Còn ai khác hơn, kẻ đó chính là thằng Thạch. Anh nói sao? Chính là anh Thạch đã hại anh Hoàng sao? Còn ai? Không, tôi không có thể tin lời ông nói được. Vì cậu ấy nói với tôi rằng chính cậu ấy đã xem lá thơ đó, tuồng chữ trong thơ hoàn toàn xa lạ. Đúng vậy, chúa ơi, đó mới là điều đáng sợ. Cha ơi, cha có thể biết rằng, cha biết không, chính thằng Tạch tôi đã viết bằng tay trái. Nó bây giờ giàu lắm cha, nó có hẳn buôn lớn ở Sài Gòn đó cha. Hắn không còn ở đây sao? Dạ thưa cha, làm sao mà nó dám ở đây, vì nó sợ một ngày kia sau khi cậu Hoàng đã rời khỏi nhà tù, lúc trở về sẽ trả thù nó. Nên sau khi cậu Hoàng bị bắt đi, hắn cũng cuốn gói dòng luồng.
Bây giờ ông biết hắn ở đâu không? Dạ giờ đây hắn là một thương gia, sống giàu sang với vợ ở Sài Gòn. Nếu thật vậy thì hắn may mắn làm sao? Chúa ơi, nếu đó là sự may mắn thì xin Chúa đừng ban cho con sự may mắn đó. Mẹ nó, ở trên đời này lại có những cái kẻ mà sống giàu có trên con đường tội lỗi. Ha, tội lỗi này là chất chồng tội lỗi khác vậy hả cha? Trời ơi, ông có im đi không? Cái chuyện đó đâu có dính dáng gì tới ông đâu. Mà giả lại cha xứ cũng không cần ông phải nói nữa. Ông có biết là thằng Thạch là cái hạng người như thế nào không? Rồi nó làm gì tôi hả? Làm sao hả? Nó có thể bỏ tiền ra nó mướn bọn cảnh sát giết ông như chơi chứ sao hả? Ông như biết mà nó thừa tiền làm cái chuyện đó. Nín chưa? Im được chưa? Im thì im chứ làm gì vậy? Trời, tính là mẹ tôi hả? Quá cha đi muốn làm mẹ tôi hả? Xin lỗi cha. Dạ thưa cha kính mến, cha cứ coi như là những lời nói của con hồi nãy giờ vừa qua là nó không có gì xảy ra hết cha. Con nói bậy mà. Vậy là ông bà muốn tôi chia điều quà tặng à? Dạ. Dạ không. Dạ đó là điều phạm thánh đó cha. Thì ông bà mới vừa nói đó mà. Thưa cha, tôi ngứa miệng lại rồi. Nhà tôi đã câm miệng suốt 18 năm rồi. Hôm nay dù có chết tôi cũng phải nói. Nói. Thôi thì ông cứ làm theo lương tâm của ông đi. Phải nói chứ. Dạ thưa cha, con nói ra điều này. Cha hứa đừng có nói ai hết nghe cha. Được, ông cứ nói. Dạ, dạ thưa cha, sau khi cha mẹ vợ của hắn qua đời, để lại cho hắn một số gia tài sử sản, đáng lý ra là thừa tử lại cho mấy đứa con. Nhưng mà không biết hắn làm cách nào mà chiếm đoạt hết, khiến cho mấy người em vợ phải tha phương cầu thực. Đứa đang lính chết trận, còn đứa tự dẫn chết bằng thuốc rầy. Ông nói thật chứ? Dạ láo con cha. Dạ thưa cha, đó chỉ là nửa phần sự thật. Nửa phần sự thật. Còn khốn nạn hơn nữa là hắn đã đánh đập vợ hắn, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Dù cho vợ mình là ngoại tình với người ta, để cô ta chết vì bệnh tâm sầu. Còn cô gái út thì thành ra điên loạn, vì quá khóc thương cho số phận của chị mình. Hiện đang bị nhốt ở nhà thương điên biên hòa. Chúng nó không phải là người ta mà là quỷ sứ. Nói như vậy là trong âm mưu ám hại có kẻ thứ hai nhúng tay giấu mặt. Phải, kẻ đó không ai khác mà chính nó là thằng Đương. Anh Tư, anh vừa nói gì tôi nghe không rõ, hay anh có lòng chăng? Chính chồng cô đã bỏ lá thư này vào tí cảnh sát để hai thằng Hoàng chớ còn ai. Trời ơi, vậy mà suốt 18 năm qua tôi nào hay nào biết. Tôi đã trao thân gửi phận cho kẻ nhẫn tâm giết chết một người bạn thân tình. Cuộc đời tôi chơi khi anh Hoàng đang bị giam cầm trong ngục tôi. Biết bao lần con đội sơ kêu oan nhưng nào ai nghe thấu. Vậy mà 8 năm sau đó con cùng anh Đương nên nghĩa vợ chồng. Để bây giờ khi biết ra mọi chuyện, con chỉ còn biết nhỏ lệ khóc thầm. Tại sao ông nỡ lặng yên đi lừa dối cô ta? Thì ra ông chính là kẻ đồng phạm mà. Cha, cha ơi, con nói thật mà. Với lại chúng nó dọa giết con, và con cứ nghĩ là cô Nhan đi quý thằng Lương thật rồi cha. Cha ơi, con như người nửa tỉnh nửa mê, khi hiểu ra tâm địa của kẻ ác nhân. Chồng người mà con tưởng sẽ được yên ổn sống trong tình chồng vợ, nhưng con ngờ đâu lại là người quỷ quyệt đã cố tình hãm hại kẻ hiền lương. Trời, con càng thương Hoàng số kiếp khổ đau, người đáng gì con mà chịu bao tuổi nhục trong ngục.
còn là bé cả đơn đau. Trời ơi, trước mắt ta là người con gái thân yêu của 18 năm về trước. Ta cứ tưởng rằng không có sức mạnh nào chia cắt được tình ta. Vậy mà trời ơi, sao hôm nay nàng tiều tụy quá. Tiếng khóc than của nàng làm nhức nhối trái tim ta. Hỡi những tên đê hèn đốn mạc, ta vượt ngục về đây đòi nợ máu chúng bay đây. Nếu ta không trả được mối hận này, ta nguyện không sống kiếp con người nữa. Thì ra là cô ở đây hả? Vậy mà tôi đi tìm cô từ sáng sớm cho tới bây giờ. Kìa, có chuyện gì mà khóc? Mỗi lần gặp mặt tôi là khóc ha. Về, đi về. Buông ra. Hả? Anh buông tôi ra. Anh đừng đụng vào người tôi. Tôi ghê tởm anh lắm, tôi sợ anh lắm. Hả? Cha ơi, cứu con với. Hả? Anh kia, anh có phải là Đương không? Dạ, dạ thưa cha. Dạ chính con. Anh là chồng của cô Nhan phải không? Dạ, dạ, dạ thưa cũng chính con. Ông nghe tôi hỏi. Dạ, dạ. Làm cách nào ông lấy được cô ta trong khi cậu Hoàng đã ngồi ở trong tù? Lại chưa. Nhưng mà sao cha biết tất cả điều đó? Ta mang sứ mạng của người đã chết về để hỏi tội ông đây. Trời ơi, trời ơi, tại sao cha biết tất cả? Dần dần, chính con đây, con đã đam mê nhan sắc của nàng. Nhưng mà tại sao cha biết tất cả những điều đó vậy cha? Thì tôi đã nói, đức cha vâng lệnh Chúa đến đây để trừng phạt và ban thưởng. Bây giờ cậu hãy quỳ xuống xin đức cha tha tội đi. Cha, con lại cha. Cha ơi, con xin dập đầu, xin tha thứ tội. Con là kẻ dại đời vì đắm say nhan sắc của nàng. Con nghĩ là kẻ vô lương đi ám hại người, ngay gây khổ nghi lụy đời nhan, rồi gieo bao cảnh đau lòng. Tội lỗi này biết nghi sửa mấy xong. Hồn người xưa theo mây gió, xin về đây mà chứng giám cho lòng. Đương, bây giờ mày mới dám khai sự thật hả Đương? Cha ơi, cha ơi, nó khai kìa. Cha ơi, con đã cầu xin Chúa tha tội cho con suốt 18 năm nay, nhưng mà Chúa nào tha tội. Để giờ đây cha là người mang sứ mạng Chúa về trừng phạt con, cho người nơi chính suối được thỏa và vui cười. Con xin chịu sự trừng phạt của đấng bề trên mà không dám trách ni một người. Nhưng chính con đã chiếm thân xác nàng bằng âm mưu tội lỗi, nhưng hồn nàng vẫn hướng về nẻo của người xưa. Con tự thấy mình là một kẻ bất lương, giờ gặp cha đây lòng con còn nhàn ơi. Với em anh là người gây tội ác đã làm khổ em suốt 18 năm trời. Giờ thì anh mới biết thế nào là hạnh phúc với tình yêu, nhưng hạnh phúc không thể tạc bằng một tình yêu bắt buộc. Vì phút cuối xin em tha thứ nghi tội và mong tìm lại nghi được. Trời ơi,
ta đang đối diện với một trong những kẻ thù của ta. Ta sẵn sàng giết chết hắn. Nhưng sau khi nghe hắn khóc than kể lể, ta sẵn sàng tha chết cho hắn. Thì ra mới biết được tội lỗi đồng nghĩa với sự bất hạnh. Này ông bà. Dạ. Như vậy là ta đã làm xong sứ mạng của người quá cố. Viên ngọc này theo lời di chúc của cậu Hoàng là ta phải chia ra 4 phần tặng bạn. Nhưng bây giờ những người kia không xứng đáng, vậy ông hãy nhận. Chúa ơi, con mang ơn Chúa ngàn đời. Bây giờ thì ta không còn gì ở đây nữa, ta đi nhé. Thưa cha, xin cha cho con được biết chồng chưa cưới của con đã chết như thế nào. Chắc là anh ấy không nhắm mắt được. Anh ấy đã nguyền rủa con nhiều lắm phải không cha? Cha nói đi cha, con lại cha. Cha nói đi cha. Trời ơi, chú cá heo bị mắc cạn của ta. Hả? Cha vừa nói gì? Tại sao cha biết tiếng gọi thân thương của chồng con đã dành cho con? Ta đâu có biết gì đâu. Cha ơi, cha là ai? Cha nói đi. Anh nói đi cha, cha là ai? Vĩnh biệt. Cha. Cô Giang. Cha. Cô Giang. Cô Giang. Ta được tự do, lại có sẵn một gia tài thế này, là ta có thể làm được mọi thứ để đền ơn những người ta đã mang ơn và trả thù những kẻ đã gây cho ta 18 năm lao lý. Rõ ràng không phải ta muốn mà ta làm được. Có lẽ ta nên quên hết tất cả. Quên hết tất cả để tâm hồn ta được bình yên. Hãy dùng số tiền ta có sẵn để giúp đỡ cho những người nghèo. Mà người cần sự giúp đỡ của ta hơn ai hết là nàng. Nhưng không thể được. Trong lúc này ta không thể để cho nàng nhận ra ta được. Ta phải cần dấu tên dấu họ, mai danh ẩn vật. Nhưng trời ơi, ta không thể quên nàng. Trời ơi, bóng hình nàng cứ ẩn hiện quanh ta, nhưng trong gió quyền phải chăng nàng vẫn yêu ta như ngày. Ta hãy cố quên nàng đi. Ta hãy cố quên nàng đi. Vì nàng đã có chồng rồi. Thưa ông chủ, có một người đàn bà cần gặp ông ạ. Một người đàn bà? Tại sao? Tại sao nàng biết ta đây mà tìm? Hay là nàng không tin là ta đã chết? Ta không thể cho nàng nhận ra ta lúc này được. Cô nè, cô hãy ra bảo là tôi không có ở nhà nhé. Dạ. Nhưng khoan, tôi... Sao tim ta nhói đau thế này? Sao, tại sao ta lại lừa dối lòng ta?
trong khi ta rất cần gặp nàng kia mà. Nhan ơi, Nhan ơi, anh đi, Hoàng đi Nhan ơi, Hoàng đi anh đi Nhan ơi. Ông làm tôi sợ quá, tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi thành thật xin lỗi bà, tôi là người sổ sàng quá, tôi cứ tưởng bà đây là. Dạ, mời bà ngồi. Dạ, không biết hút thuốc. Dạ, xin lỗi bà, tôi lính quýnh quá. Dạ, mời bà. Nhìn cung cách, tôi cũng đoán được một phần tâm trạng của ông lúc này. Nếu tôi đoán không lầm thì ông vừa ôm trong tay một người tình, người đó tên là Nhan. Dạ không, tôi... Dạ tôi thành thật xin lỗi bà. Dạ... Thưa bà, tôi được hân hạnh tiếp chuyện với ai đây ạ? Ông không cần biết tôi để làm gì. Vậy bà tới đây để gặp tôi có chuyện gì? Tôi sẽ nói với ông sau, nhưng có lẽ không quan trọng lắm. Còn bây giờ thì ông hãy cho tôi biết. Bà cứ nói. Ông có phải là Hoàng Nguyễn Văn Hoàng, người mà cách đây 18 năm bị bắt giam không? Không, xin lỗi bà, tôi là Vũ Quang. Tôi là một thương gia Vũ Quang. Một thương gia Vũ Quang ở đừng, Sài Gòn này. Ông đừng giấu tôi làm gì ông mà. Vì tôi đã tìm ra sự thật qua thái độ vừa rồi của ông. Ông đã ôm tôi vào lòng và cất tiếng gọi em Nhan. Đã từ lâu tôi vẫn mong chờ gặp được ông sau bao năm lao tù. Bà đừng quên tôi, với bà chưa lần gặp mặt. Tôi đâu gọi tên bà là Hồng Nhan. Ông ơi, dù tôi với ông chưa một lần gặp gỡ, nhưng linh cảm của tôi dễ dàng nhận ra ông chính là người mà cách đây đã 18 năm lành án lao tù. Vì tôi chính là vợ của người biển lý năm nào. Hôm ấy tôi đã nhìn thấy người vợ chưa cưới của ông. Bà ta đã tới gặp chồng tôi để kêu quan thông thiên. Tôi nhìn bà mà thương quá là thương. Tôi muốn chồng của người đàn bà ấy được chồng tôi tha bổng. Vậy mà 18 năm qua ông vẫn bị giam cầm trong ngục. Thì ra bà là vợ của ngài biển lý năm nào à? Nếu tôi không lầm thì ngài ấy là ngài hạnh phúc nhất của ông bà đấy chứ. Đúng vậy. Còn tôi thì không làm sao quên được cảnh tượng hôm ấy. Trước mắt tôi là một người con gái trẻ đã hạ mình cầu xin công lý. Bà ơi, như vậy là bà đã hiểu về tôi quá rõ ràng. Dân, tôi là thằng Hoàng đấy. Tôi là thằng Nguyễn Văn Hoàng đấy. Thằng Hoàng của những năm về trước. Bây giờ bà hãy báo cho luật pháp bắt giam tôi đi. Hãy báo luật pháp bắt giam tôi cũng như trước đây chồng bà đã làm như vậy. Chồng bà đã hãm hại đời tôi, đã hãm hại cả một đời trai trẻ, để cho thù hận xưa nối tiếp thù hận hôm nay, để dòng oan nghiệt nối theo dòng oan nghiệt, và để cho nỗi bất hạnh đớn đau kia luôn đeo đẳng suốt cả một đời người. Ông đã lầm. Khi tôi đến đây, tôi không hề biết ông là Hoàng, mà vẫn đinh ninh ông là thương gia Vũ Quang. Thì bà cứ nghĩ như vậy,
tôi sẽ không nói với bất cứ ai về lai lịch của ông. Và ngược lại, tôi cũng xin ông, tôi... ông đừng coi tôi như là vợ của viên biện lý năm nào. Nếu được như vậy, tôi rất cảm ơn ông. Tôi chưa hiểu được ý bà. Có gì đâu mà không hiểu ông. Vì tôi muốn cho người đời quên đi có một thời tôi đã từng làm vợ của hắn. Nếu tôi không lầm thì ông biện lý bây giờ đã là chánh án của tòa đại hình. Ông ta đang ở trên một địa vị mà công danh và sự giàu sang không ai có thể đạt tới. Là ước mơ của bao người chứ gì. Tôi... Có phải ông muốn nói như vậy không? Đúng. Còn ước mơ gì hơn nữa khi có một người chồng như thế. Nhưng với tôi, đó là một điều sỉ nhục. Thưa ba, nếu là ông có thể sống chung với một kẻ chỉ biết lấy nỗi đau của người khác làm lẽ sống cho mình không hả ông? Thì bà làm sao vậy? Không, tôi không sao cả. Xin phép ông tôi về. Kìa ba, lúc nãy bà nói là bà định gặp tôi có chuyện gì đó mà. Chuyện đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì, vì ông không phải là vũ quan. Xin lỗi ông, tôi về. Người đàn bà kỳ lạ, tâm hồn bà ta rất là thánh thiện. Alo, tôi là Vũ Quang, nghe đây. Sao? Từ Thẹo rồi à? Đã bắt được hắn ta rồi à? Tốt lắm, hãy đưa hắn về đây tức khắc. Chúa ơi, xin Chúa hãy ban cho con một quyền lực để trả thù. Không phải con chỉ trả thù cho riêng con đâu. Con xin thay mặt tất cả những người lương thiện để trừng trị kẻ độc ác, để bớt cho đời những hậu quả đớn đau. Ê, tụi bay định dẫn tao đi đâu đây? Dẫn đi đâu vậy? Tao hỏi không lần nào nói chơi vậy? Cởi trói và cởi bịt mắt cho hắn ta. Ê, các người định đưa ta đến đâu đây? Ta nói cho các người biết nha, các người sẽ trả một giá rất đắt nếu như các người có ý định hại ta. Cứ bình tĩnh, ta chưa làm gì hại ông đâu. Mời. Cảm ơn. Ông nghe ta hỏi, ông có phải là Thạch? Thời trai trẻ ông đã từng làm thủy thủ của tàu Hải Đăng. Nên nhớ, hiện giờ ta là một thương gia. Nhưng các người là ai mà dám hạch hỏi về quá khứ của ta? Ôi, ta chẳng có cái lai lịch hèn hạ đó đâu. Hèn hạ? Ta nhắc để cho ông nhớ, năm 1952, ông đã bỏ xứ ra đi, làm lơ xe rồi quen một chú dừa. Người ta đem con gái gả cho ông để cột chân ông. Đến khi gia đình ấy chết đi thì vợ ông là người thừa tự. Vì những người con sao chưa đến tuổi thành niên. Thôi đi, ông muốn nói gì thì cứ nói đại ra đi, chứ ông nói chi lòng vòng, tôi nghe mệt cái lỗ tai. Ông mà, đáng lẽ ra ông phải lo cho con cho vợ, thì ông tìm cách hại họ đi để chiếm lấy gia sản kia. Và người con út của ông chủ dựa đã bị ông hại đến điên loạn, hiện đang bị nhốt ở nhà thương điên Biên Hòa, có đúng không? Nhưng tôi muốn biết các người là ai và muốn gì, cứ nói thẳng ra. Tôi không thích vòng vo. Nói xong rồi á thì cho đàn em đưa tôi về liền, tôi còn bận nhiều công việc lắm. Được, hãy cho cô gái điên vào. Buông ra, buông ra, buông tao ra. Tụi bay làm gì nếu kéo như vậy? Tao cho mày ăn cơm nè, ăn đi. Không ăn hả? Chê hả? Chê hả? Chê hả? Em nè, em ăn cơm chưa? Con chó mày mì ăn hết tao rồi. Mì á, mì Diễm nè, em có biết là
em đang ở đâu không? Nó nhốt tao đó, nhốt tao. Bây giờ thì sẽ không ai còn nhốt em nữa. Em có nhớ chị Loan không? Chị Loan, chị ruột của em đó. Chị Loan. Phải. Chị Loan. Chị Loan đã chết rồi. Phải. Đã chết rồi. Hãy trả chị Loan cho tao. Hãy trả chị Loan lại cho tao. Trả lại. Em đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Người ta nghe người ta cười chết. Cười chết hả? Phải. Đó. Vậy bây giờ ông đã rõ vì sao tôi cho người bắt ông về đây rồi chứ? Trời ơi, ông, nhưng ông là ai? Là ai mà tường tận những chuyện này? Ta là ai à? Ta là quan tòa. Ta là quan tòa của những kẻ bị ông ám hại. Là lương tâm. Nên nhớ, bên cạnh những tòa án vô lương tâm của các người, còn một tòa án khác, đó là tòa án của lòng nhân. Ta chỉ là một sứ mạng quỷ thác mà thôi. Nhưng ông không có quyền phán xét. Ông không thể lấy một kẻ điên khùng để làm nhân chứng được. Ông nói đúng. Được. Bây giờ đến phiên người tỉnh hỏi tội ông đi. Năm 1952, có một thủy thủ bị bắt vì một lá thư tố cáo của ông. Nạn nhân bị ông ám hại chính là người không muốn ông rơi xuống biển trong đêm bão tố. Người ấy đã cột ông vào buồng máy. Ông nhớ chưa? Trời ơi, ông là ai? Thằng Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng đi. Trời ơi, là mày đấy hả Hoàng? Phải. Thằng Nguyễn Văn Hoàng đấy. Anh quên nó được sao? Tôi là thằng Hoàng của 20 năm trước đây. Tôi lúc nào cũng kính trọng anh. Vậy mà chỉ vì một chiếc thuyền trưởng nhỏ nhòi mà anh đã hại đời tôi. Chú Hoàng à, tôi với chú tình sâu nghĩa nặng, từng giúp nhau khi sóng gió trên tàu. Vậy cớ sao anh đành lòng nỡ mạo danh để viết một lá thơ hại tôi và hại cả người yêu? Chú Hoàng ơi, tôi hối hận đã nhiều, xin chú tha thứ cho kẻ này. Thôi anh đừng gian xin cho thêm nhục, đời có trả có dài. Chú Hoàng ơi, tôi xin chú nên mở rộng lòng nhân mà tha cho tôi tội lỗi. Mười mấy năm nay tôi ăn năn hối hận cũng chỉ vì một chút tham vọng nhỏ nhen mà làm cho tôi ăn ngủ chẳng yên lành. Đời người ta ai chẳng có giây phút lỗi lầm. Thú thật cho chú thương, có nhiều khi tôi cũng nghĩ mình nên tự thú, nhưng rồi sự sinh tồn nó bắt tôi không được hở môi. Vả lại tôi nhút nhát lắm chú ơi, hễ đêm nghe có tiếng động là tôi tưởng như chú trở về tìm tôi mà hỏi tội. Muốn từ bỏ nơi gây nên ám ảnh, tôi bỏ nghề luôn và lên sống ở Sài Gòn. Chú Hoàng ơi, giờ đây tôi đã ăn năn và luôn nguyện cầu sám hối. Nể tình tôi là người bạn cũ, xin chú mở rộng lòng tha thứ tôi một lần. Chú Hoàng ơi, tôi có tội với chú, tôi có tội với cô Nha. Anh có tội luôn với cả một dòng họ bên vợ anh nữa. Đây, cô gái này tôi đã bắt từ nhà thương binh Biên Hòa ra đây.
Tôi không muốn để cô ấy chết trong đó. Tôi sẽ chữa bệnh cho cô ấy. Và bây giờ chú Hoàng ơi, chú Hoàng, tôi biết lỗi tôi rồi mà, tôi lại chú, tôi xin chú đừng băng tôi, đừng giết tôi. Anh cũng sợ chết à? Dạ. Thôi được rồi, tôi tha chết cho anh. Anh hãy về đi. Anh đi đi. Dạ, cảm ơn chú ạ, chú ạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Đi đi. Dạ. Đứng lại. Hả? Chính mày. Cái gì? Mày đã giết chị Loan của tao. Mày đã giết các anh các chị của tao. Tao giết mày. Tao giết mày. Một vụ án mạng được hợp pháp hóa bằng một tai nạn, vì không thể kết án được một người điên. Dạ, chào ông Vũ Quang. Chào ông thẩm phán. Ông vẫn khỏe chứ? Vâng, cảm ơn ông, tôi vẫn khỏe. Dạ, xin mời ông ngồi. Ông Vũ Quang à? Dạ. Chắc có lẽ là ông đã đọc bài báo sáng nay rồi chứ? Vâng, tôi vừa đọc xong. Cảm ơn ông cho đăng tin này trên báo. Không có gì, chỉ cần lưu ý một điều là ông nên nhốt cô ta lại mỗi khi có người lạ tới nhà nhé. Không sao đâu, ông cứ yên tâm. Bây giờ ông hãy dùng với tôi ly rượu nhé. Vâng, cảm ơn ông. Ông Vũ Quang à, chắc có lẽ ông đã biết là tôi đã làm tất cả những gì mà ông đã đề nghị. Vâng, ông thẩm phán, tôi thành thật cảm ơn ông mà. Tôi thành thật cảm ơn ông. Và đây tặng ông một món quà, ông chớ phụ lòng nghe ông. Thưa ông, vụ án vừa rồi ông trả cho tôi rất hậu, lẽ nào tôi nhận nữa hay sao ông Vũ Quang? Tôi thưởng công ông, xin ông đừng ngần ngại. Ông rất thẳng, ai không sợ điều tai hại. Ông thật hào phóng, thành thật cảm ơn ông. Ông đừng cho rằng tôi tung tiền ra để mua chuộc, vì chuyện vừa qua sự thật là như vậy. Còn vì sao ông ta bị cô gái điên cắn cổ, nếu ngày nào đó ông sẽ hiểu được đầu đuôi. Đối với tôi cũng chẳng cần hiểu thêm làm gì. Cũng như đối với ông, sau khi vượt ngục trở về, vì sao ông trở thành giàu sang? Tôi tin vào lực nhân quả và số mạng của con người. Vì vậy trên cương vị của mình tôi hết sức trong sạch đón Vũ Quang. Ông suy nghĩ rất đúng, tôi tin lời ông nói đó. Cảm ơn ông. Này ông Cẩm. Dạ. Ông nói là chính ông đã được đọc lời kết tội của ngài biện lý trong hồ sơ của tôi cách đây 18 năm. Vâng, tôi nhớ không sót một chữ. Một phần tử nguy hiểm cần canh giữ cẩn thận. Cả tháng nay tôi luôn dai dứt vì việc này. Nếu sự thật không phải như vậy mà tôi cố chấp để trả thù, thì tội lỗi tôi không thể tha thứ được. Vậy ông có thể thề trước Chúa là ông không nói thêm nói bớt người ta một chút nào chứ? Dân, tôi xin thề trước Chúa. Được, cảm ơn ông. Xin mời ông cạn ly. Cảm ơn. Mời. À, ông Vũ Quang à, tôi có công chuyện cần phải đi gấp. Xin phép ông, chúng ta hẹn gặp nhau dịp khác nhé. Ông phải đi à? Dân. Ồ, tiếc quá. Thôi, dịp khác gặp lại. Chúc ông nhiều may mắn. Xin chào. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh Hoàng. Vậy chào bà. Làm sao bà biết tôi ở đây? Ai đã mách bảo với bà là tôi còn sống? Tâm linh. Chính tâm linh em mách bảo. Anh Hoàng, tại sao lại trốn em? Vì tôi là một tên tù vượt ngục. Tại sao lại dối gạt em? Chẳng lẽ trong vai trò cổ đạo hay trong lớp thương gia, anh có thể che giấu được mình sao? Lẽ ra thì tôi không phải làm điều đó. Nhưng bà có biết không, khi tôi ra khỏi tù thì trời ơi, giấc mơ ngày nào đã tàn theo mây khói. Người yêu xưa giờ đã sang thuyền khác, bỏ lại sau lưng.
nỗi đơn đau quốc hận một tên tù. 18 năm trời chỉ chờ gặp lại nhau, nhưng khi gặp lại nhau thì Hoàng, Hoàng ơi nói nữa đi anh, hãy nói đi cho vơi bước cơn sầu. Thân phận của em có khác gì anh đâu, mười tám năm anh bị tù đày, cũng mười tám năm trời em bị đày xuống vực sâu. Bà nói gì? Có chồng mà bà bảo là đày xuống vực sâu à? Có chồng bà bảo là khổ à? Có đài xuống vực sâu có khổ hay không là thằng tù khốn nạn này đấy chứ bà. Bà biết là suốt 18 năm trời tôi bị giam trong ngục tối, tôi cố sống để chờ ngày gặp lại bà, nhưng khi gặp lại thì bà đã có chồng rồi. Có khổ hay không? Có khổ hay không? Có bị đài xuống vực sâu hay không bà? Anh Hoàng, nhưng em... Thôi, đừng nói nữa em. Đừng nói nữa em. Thật tình mà nói, qua lớp áo đức cha, anh cũng đã hiểu nhiều về em. Anh biết em vẫn còn yêu anh. Nhưng Nhan ơi, dù sao thì em cũng đã có chồng rồi. Liệu người đó ra đi vĩnh viễn hay sẽ còn quay trở lại? Một con người như vậy sẽ không bao giờ trở lại. Sao em chắc chắn như vậy? Em chắc chắn như vậy. Hoàng ơi, 18 năm nay em đã sống trong nỗi khổ âm thầm, nước mắt công ngắn khi đêm xuống lạnh. Thầm nhớ thương anh em rất cao xanh cay nghiệt, làm vợ một người mà hồn thì gửi cho anh, sai rứt tâm can trong tháng ngày chờ đợi. Sống với người ta em có hạnh phúc mong Hoàng hiểu cho em, đời em đã đau khổ nhiều rồi. Hoàng, anh hiểu cho em. Nha em, đừng khóc em ơi, thôi buồn chi em, tình trái ngang nên tình phải chia lìa. Thôi nhé, từ nay mình cách biệt nhau rồi, còn gì nữa đâu mà mong mà đợi. Em đi đường em, tôi bước đường tôi, cuộc đời này chỉ có bấy nhiêu thôi. Lời từ ta trao nhau qua ánh mắt, đừng khóc nữa em ơi, đừng khóc nữa, hãy xem như mình đã mất nhau rồi. Từ lúc vắng anh em như người đã chết, giờ gặp lại anh để em buồn em khổ cả đời sau. Thôi nhé, xin em chớ buồn, chuyện tình đôi ta vẫn là yêu có gì đâu, gặp nhau bằng tiếng lòng thôi, bằng trái tim này
bằng niềm vui trong giấc mộng. Anh ơi em nguyện cùng anh đến một phương trời xa lạ để cho tâm hồn được thanh thản bình yên. Ở nơi đó ta sẽ quên dần những tháng năm buồn tuổi, xa lánh những con đường hèn hạ nhẫn tâm. Hận thù xưa không còn đeo đặng nữa cho trọn tình ta như lời ước nguyện năm nào. Lời nguyện ước năm nào giờ đâu còn nữa, đớn đau này ai đã gây ra. Những nghịch cảnh trái ngang đã dành cho em một trời đau khổ cảm bẫy, buổi văn đã giết chết cuộc đời. Nha, bây giờ anh phải đi ngay. Trước mắt anh còn một nhân vật, mà đó là nhân vật chính của trò đời hèn hạ. Chuyện của chúng mình còn gặp lại nha. Thôi, anh đi nghe em. Mình không thể xa nấy được. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng anh chờ em với. Đây là biệt thự của ngài chánh án, sang trọng quá. Dạ xin chào bà. Ô kìa bà biện lý, bà không nhận ra tôi sao? Tôi là cái cẩm nên bà quên tôi sao? Cái cẩm? Vâng. Thôi tôi nhớ ra rồi. Dạ mời bà ngồi. Cảm ơn ông, ông khác xưa quá nhiều. Dạ khác là khác ở chỗ nào vậy bà? Lúc này ông rất sang trọng, quay vậy nhưng già đi nhiều. Dạ thưa bà, biết sao bây giờ, công chuyện làm cho người ta mau già lắm bà. Chẳng hay ông giữ chức gì ở trong tòa vậy ông? Dạ thẩm phán. Thẩm phán? Dạ bà ngạc nhiên lắm à. Ô kìa, ngài chánh án tới. Xin lỗi, người ta báo với tôi là bà cần gặp tôi phải không? Phải, tôi đây. Kìa. Ý, ông ngạc nhiên lắm sao? Anh tưởng như nằm mơ mà. Rồi, tới nữa. Dạ xin phép bà, xin phép ông. Thuy, anh nên coi cuộc tao ngộ này là niềm vui hạnh phúc hay là... Vậy cuối cùng em đã trở về với anh. Đã 17 năm rồi, phải không em? Tôi không nhớ. Thuy, ông đừng gọi tên tôi. Sao bỗng nhiên em ẵm con ra đi? Em bỏ lại tất cả. Em có còn nhớ không? Hồi đó vợ chồng mình sống với nhau rất hạnh phúc biết chừng nào. Anh tự hỏi mình là tại sao em ẵm con đi mà anh không sao trả lời nổi. Còn tôi, tôi thì suốt 18 năm qua tôi không thể nào tha thứ cho mình lỗi lầm là tại sao tôi chung sống với ông. Tại sao tôi chọn ông làm chồng? Tôi không thể nào tha thứ cho mình lỗi lầm đó ông. Thủy, em tới đây chỉ nói với anh như vậy thôi sao? Chẳng lẽ anh không phải là người chồng mà em hằng mơ ước hay sao? Chẳng lẽ anh đối xử tệ bạc với em lắm sao? Em ơi, trong những ngày chung sống với anh đã lo cho em đầy đủ, anh đã làm tất cả cho mình được hạnh phúc mà. Vậy mà em đành bỏ ra đi. Em bỏ ra đi không nói với anh một lời từ gia. Anh đã tìm kiếm em khắp mọi nơi mà không biết em ở nơi đâu. Lòng dạ anh cứ
cứ mãi xót xa, không biết em sống ra sao. Thân gái một mình lại thêm con dại, thời gian qua sống chết như thế nào, tai họa cùng không lường. Mười mấy năm trời em sống ra sao, còn con của chúng mình nó ở đâu. Mười mấy năm trôi nổi phương trời, chắc là nó đã nên người. Mỗi người đều có riêng số phận, tôi xin ông đừng quá bận tâm. Thúy ơi làm sao anh không lo cho nó, vì nó là dòng máu của anh mà từ mười mấy năm qua anh thương nhớ mong chờ. Gặp lại em hôm nay hạnh phúc vô cùng, còn con của chúng ta đâu, sao em không đưa về cho anh gặp mặt. Đã từ lâu rồi anh mong có một ngày hồi ngộ hôm nay, để bỏ đi những ngày khắc khoải ngóng trông, rồi anh sẽ dẫn nó đi tới nơi quyền quý, để nó quen dần với xã hội thượng lưu, và dành cho con một tương lai rạng rỡ. Đoạn trường xót xa tâm tình mẹ không, thương cho số con ba phần. Đau đớn đau trong lòng, lễ sầu mẹ tuôn rơi. Con người thấu chân nỗi lòng, bao tháng năm nhọc tình ta gian dở, hay là em trách anh một người bạn dông tình. Ông ơi tôi chẳng trách hờn ai, mà chỉ tiếc cho thân tôi sao tổn thất nặng nề. Trò trăng bọc trong dâu thoái đời xảo trá, phụ bạc em anh không lọc lừa xảo trá, mà chính lòng cao thượng của em đã bóp nát trái tim em. Em ơi lòng cao thượng chỉ có trong mộng tưởng, còn cuộc đời là cạm bẫy búa vằn. Cũng lạ thật, tại sao chúng ta kể chuyện đâu đâu không à? Mà điều quan trọng nhất là em chưa cho anh biết. Ông cần biết điều gì? Thằng Cao Xuân Anh con của chúng ta, anh cần gặp mặt nó em à. Ông đã gặp nó rồi còn gì. Em bảo sao? Anh gặp nó ở đâu? Bao giờ? Ông còn hỏi bao giờ ở đâu. Thưa ông chánh án, ông đã gặp nó trước giành móng ngựa. Hả? Em... Bà nói gì? Chính ông đã kết án nó 10 năm tù. Không, tôi không bao giờ kết án ai 10 năm tù cả. Bà nói dối, ông thẩm phán đâu? Dạ thưa ngài, tôi có mặt. Gần đây ta đã tuyên án ai tại tòa đại hình? Dạ thưa ngài, có hai án. Một, Trần Tuấn Anh, 18 tuổi, sinh viên văn khoa, thọ án 10 năm tù vì tội cầm đầu sinh viên bạo động chống quân dịch. Hai, Nguyễn Văn Bảnh, 32 tuổi, can tội cướp ngân hàng Đại Á, thọ án 15 năm tù. Không có tội phạm nào tên Cao Xuân Anh chứ? Dạ thưa không. Đó, bà có nghe không? Bà nằm mơ sao mà thấy con của bà bị kết án? Trần Tuấn Anh chính là con của ông đó hả? Bà
nói sao? Tôi không muốn nó mang họ của ông nên đã thay họ mẹ cho nó tại tòa đấu tranh. Trời ơi, bà đã giết chết tôi rồi. Ông thẩm phán, bà ăn nó thi hành chưa? Dạ thưa ngài, tôi đã giải can phạm vào chí tòa sau khi phiên tòa vừa kết thúc. À, đã giải can phạm đi rồi à? Ông thẩm phán, ông tận tụy lắm ông thẩm phán à. Dạ, cảm ơn ngài. Alo, 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 có phải nhà giam đó không? Chánh án Cao Xuân Hạnh đây. Xin lỗi, ông cho tôi biết tội phạm Trần Tuấn Anh hiện giờ ở đâu? Sao, ông nói gì? Đã giải đi sáng nay rồi à? Người ta giải con tôi đi đâu? Đi Côn Đảo. Trời ơi, con của tôi. Con hỡi con của cha con suốt 18 năm qua. Khốn khổ cho con tôi, cha con chính là kẻ đã giết con rồi. Đớn đau này đứt từng đoạn. Nhưng mẹ không hề ân hận vì con sống trọn đạo lý làm con. Tôi không giết con tôi, tôi không giết con tôi mà. Chính là bà, chính lòng thánh thiện của bà đã tự giết chết nó. Nếu bà không ẵm nó đi thì đâu có đến nông nỗi này. Trời ơi trời, bà sợ mà, bà sợ nó sống bên tôi là một kẻ bất lương phải không? Cao Xuân Hạnh này là kẻ bất lương nè bà. Phải, tôi là kẻ bất lương. Nhưng mà thiếu gì trên đời này còn có những kẻ bất lương, mà những kẻ đó vẫn sống ung dung. Còn những người lương thiện như bà suốt đời khốn khổ. Bà nhìn kỹ bà đi, nếu bà chịu sống với tôi thì sẽ được lên xe xuống ngựa, được giàu sang phú quý như thế này nè. Còn thằng con của bà, con của bà nó không lâm vào cảnh tù đài, bà hiểu chưa? Bà hiểu chưa? Trời ơi, giọng điệu của ông thật là hèn hạ. Tôi đã nhận ra tâm địa của ông ngay trong đêm tân hôn 18 về trước. Hôm đó từ Sở Cẩm trở về, mắt ông không dám nhìn thẳng vào ai. Thì ra ông đã làm một điều vô cùng hèn hạ. Ông đôi trắng tay đen, số phận của một thủy thủ từ người vô tội trở thành là kẻ nổi loạn. Ông nỡ đài người ta ra Côn Đảo để được cấp trên thăng quan tiến chức cho ông. Trong khi đó, trời ơi, trong khi đó người thanh niên phải chết dần, chết mòn trong tù. Ông ác lắm, ông ác lắm, ông ác lắm, ông ác lắm. Bà biết điều đó? Không ai nói cho tôi biết cả. Tôi đã biết tất cả rồi ông ạ. Tôi đã lặng câm suốt 18 năm qua. Nhưng bây giờ thì tôi phải. Nếu bà nói tôi giết chết bà ngay.
dù cho ông có giết tôi cũng phải nói. Tôi nói cho mọi người nghe, mọi người đều biết. Bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi, trời ơi, tôi giết chết vợ tôi rồi. Chánh án Cao Xuân Hạnh. Ông Vũ Quang, ông đến thật không đúng lúc. Có chuyện gì đó ông Chánh án? Tôi vừa kết án con trai của tôi 10 năm tù. Tôi có nghe cái tin này cách đây mấy ngày do bà Thúy nói. Thành thật chia buồn với ông. À, giờ sáng nay tôi được xem tờ báo này. Hãy mời ông xem. Một tấm gương công lý. Ngài Chánh án Cao Xuân Hạnh vừa nêu một tấm gương sáng ngời. Ông ta đã không để tình cảm cha con lấn áp công lý. Ông ta đã không ngần ngại kết án con trai của mình 10 năm tù. Trời ơi, tại sao bọn nhà báo đưa tin này? Ai cung cấp tin cho họ? Chính tôi mới biết tin này cách đây nửa giờ kia mà. Chưa hết đâu. Một tờ báo khác còn viết rằng vụ án Trần Tuấn Anh con trai Cao Xuân Hạnh không phải là một tấm gương công lý như mọi người đều tưởng, mà đây là một cái giá Viên Chánh án phải trả lúc làm một tỉnh lẻ. Cao Xuân Hạnh đã đổi trắng thay đen vào hồ sơ của một thủy thủ, kết tội chính trị cho anh ta và đày anh ta đi tù khổ sai ngoài hồn đạo. Lão lão, tại sao họ đưa tin này? Người chết biết được tất cả. Linh hồn họ sẽ luôn luôn đeo đuổi người sống để báo thù. Không, họ không có quyền đưa tin này. Tôi sẽ kiện. Nhà báo sẽ bị đóng cửa. Đâu, bài báo đăng chỗ nào đâu? Đưa tôi xem. Đưa đây. Đăng tin chỗ nào sao tôi không thấy? Ông Vũ Hoàng, ông giỡn thật không đúng lúc đó. Nhưng cái tin đó có thật không? Tại sao ông biết được chuyện này? Thì ra ông không phải là Vũ Quang như từ lâu tôi đã tưởng. Ông Vũ Quang, ông là ai? Là người đã chết. Người chết tội mồ sống lại để hỏi tội ông đây. Cần về đâu? Đứng lại. Giơ tay lên. Không có ai cứu ông đâu. Ta đã tung tiền ra mua họ tất cả rồi. Tốt hơn hết là chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện với nhau sòng phẳng. Thì ra mày chính là thằng Nguyễn Văn Hoàng. Phải, thằng tù khổ sai đây. Mày chưa chết gục ở trong tù à? Nỗi đau đớn của vợ tao và nỗi oan ức của tao chưa cho tao chết. Bây giờ mày muốn trả thù à? Mày có ra gì đâu mà định trả thù. Chính tao đã kết án con trai của tao 10 năm tù. Và vừa rồi chính tao đã giết chết vợ tao tại đây. Mày tệ hơn loài thú vật. Mày nên nhớ, mày đang đối diện với một nhân vật quan trọng ở vùng máy này. Biết chứ. Và vì sự biết đó cho nên tao đang sung sướng đây. Cầu Chúa đi. Mày định giết tao à? Mày giết tao mày cũng không thoát khỏi tù tội đâu. Mày nhớ lại, trước đây tao không có tội, nhưng luật pháp của mày đã kết án tao 18 năm tù vì tao quá nghèo. Còn bây giờ tao giết mày, tao có tội, nhưng vì tao giàu lắm, tao giàu có gấp trăm lần mày.
nên tao sẽ không có tội. Luật pháp của mày là vậy đó, không còn công lý nữa đâu. Mày chưa sáng mắt sao? Mày chú Hoàng, chú hãy tha chết cho tôi. Tôi sẽ giao hết tài sản này cho chú, chỉ xin cho tôi được sống thôi. Không, tao không cần thứ tài sản nhơ nhớp đó. Tao chỉ cần lấy máu mày thôi. Cầu chúa đi. Thôi thì đành vậy, ông cũng là số phận. Mày phải chết. Chết mày phải chết. Nhàn ơi, Nhàn ơi, mối thù anh đã trả xong. Nhàn ơi, Nhàn em. Đồng một cây vừa rẻ lại vừa ngon, 20 đồng một cây nè, vừa rẻ lại vừa ngon. Ăn vô một miếng, nuốt vô một lần, cả tháng vẫn còn ngon. Bánh bò tôi số danh, bánh bò, bánh tiêu, bánh bò nè, giờ cháu quay. Anh bò, anh bò, anh bò, anh tiêu đây. Alo, alo, mày vô, mày vô, mày vô. Bánh bò, anh bò, mua bánh bò, anh bò, anh bò. Bánh tiêu đây, bánh tiêu đây. Bài ca đây, bài ca đây. Hái chọt một cuồng, hái chọt một cuồng đây. Bài ca ai ra sữa huệ đây. Bánh bò, anh tiêu, 20 đồng cái đây. Bánh bò, anh tiêu, bánh bò. Hái chọt một cuồng, ai ra sữa huệ đây. Bánh bò, anh tiêu đây, bò, anh tiêu đây. 20 đồng cái, 20 đồng cái đây. Bánh bò, anh tiêu, dưới quái đây. Bò đây, bò đi. Cái âm đi nè, làm cái chi mà dành giật dừa rồi không biết. Đi rửa 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 rửa. Ăn mấy bánh bò bánh tiêu rồi bà lại bà chọt 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 cái họng ta. Xin lỗi bà nha. Bữa nào mà tôi gặp bà, ế sặc máu. Yes. Ế thì đem về nhà mà ăn chứ làm cái chi. Sặc máu. Có tôi mới sặc máu mũi đây nè. Gì? Bài ca bạn ế mân răng mà ông sặc máu mũi ra luôn. Làm gì mân răng sặc máu mũi, sao máu mũi? Bố bà lá ào ào vậy là người ta mua hay sao? Vậy bà muốn bán bài ca cho chạy, dù dù phải biết ca hát giao hàng, nghe hay rồi thiên hạ mới bù mùa. Chợ tôi phải hò hát bài mẫu bây giờ. Hiện giờ cô bán cái bài ca gì đó, cứ lấy cái bài ca đó ra ca đi ha? Nếu ca rồi
không có ai mua, cứ đem cái đầu gối của tôi ra mà cạo liền. Cái anh này, này sao treo cỏ duyên quả vậy? hỉ hoài, cứ la bài hải hoài, hai chọt cuộn ấy mà mua. Nè, gì cô đang bán bài ca gì đó? Ai ra sư Huệ nè. Ai ra sư Huệ phải không? Và ai ra sư Huệ mà biết ca bài ai ra sư Huệ không? Biết sơ sơ nè. Sơ sơ hè, biết sơ ca đi rồi khách nó lại nó mua. Thôi còn ca đâu gì lắm. Ừ, dị là gì? Dị là vợ đó. Vợ thì nói vợ mà dị. Nè, à sướng ca nghe, mà ca vợ đừng có chê sướng nghe chưa. Ca đi để lâu nghe nó ngồi. Sướng ca nghe. Ờ thì ca đi. Nè bài này tôi biết nữa đó nghe. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về núi ngừng, ai về là về sông Hương. Nước sông Hương còn thương chưa cạn, chim núi ngư tìm bàng bay về. Người tình quê ơi, người tình quê, có nhớ xin trở về. Trời đất ơi, giấu nghề phải không? Cô giấu nghề phải không? Tôi nói thiệt với cô nghe, các ca sĩ phòng trà chưa chắc hơn cô. Trời ơi, cái miệng nói như đi mà cũng nói nữa. Thiệt mà, sắp làm giàu rồi nghe. Cô Sương à, cô có số đỏ đó, cô biết không? Đỏ cái mốc xì đỏ. Thiệt, cái xì cái gì? Xì anh à. Thiệt mà. Trời ơi anh, trời ơi chạy gì mà chạy dữ vậy, có chừng ổ gà kìa, ổ gà kìa, trời ơi. Anh đừng sợ, có vững vàng ôm cứng eo hết anh đi. Rồi, vậy thì rồ ra anh, chạy nhanh lên đi anh. Bả được teo kìa, bắt được là chết em đó. Anh xe ôm, mở gì? Hết ga xăng cho tôi, giật mau đi, giật mau chút nữa. Trời ơi, xe của ông chạy tới ngã tư rồi kìa. Đèn đỏ lên con, đèn đỏ lên con, đỏ lên. Đèn đỏ rồi, tụi bay chết với bà phen này. Ê, đèn đỏ mà ông cũng giọt luôn bà ơi. Giọt theo. Giọt đèn đỏ cảnh sát cho anh tôi sao bà nội? Hả? À, thì tôi chuột xe ra cho, rượt theo mau lên. Không được đâu, chạy mau quá, không làm chủ tốc độ nó chết tôi sao? Chết cũng giọt, tôi trả gấp đôi. Gấp đôi phải không? Ừ. Gấp đôi tôi giọt hết ra. Giọt lẹ đi. Chết cha. Gì vậy? Gì? Gì nữa đây? Rồi xe chết máy rồi. Trời ơi, mướn nhầm cái xe mắc dịch. Thôi đạp máy đi cha. Dạ. Đạp gì máy vậy? Máy không chịu. Máy cứ khịch khịch hoài à. Cái máy khốn nạn giết người này thiệt mà. Ờ, bà chửi nó coi chừng nó giận nó không nổ luôn nè. Trời ơi, gian phu dâm phụ nó đó, nó chạy mất tiêu rồi, còn đâu nữa. Bây giờ chỉ còn cách này nè, bây giờ tôi gài số xe ha. Bà đẩy nó nổ liền à. Đừng kêu trời nữa, phụ tôi đi. Thiệt không? Một. Rồi, hai đấy. Ba à. Để lẹ lên. Trời ơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con nó tuôn lai láng, mà cái chiếc xe ôn dịch này nó không có chịu nổ máy. Trời ơi, bữa đẩy không chịu đẩy rồi đứng la lạc nó sớm nè. Bà lại đây tôi nói bà nghe nè. Gì nữa? Để đây. Đi hết nổi rồi. Trời ơi, thôi đúng rồi, đúng rồi. Trời mẹ ơi, hết xăng rồi. Bây giờ bà ngồi bên lề đường thở mạnh mạnh cho đỡ mệt nha. Chờ tôi đổ xăng xong rồi tôi giọt lại tôi rước bà. Gì nữa? Xe hết xăng rồi. Hết xăng. Trời ơi. Đừng có la nữa bà ơi, bà nói kêu trời cứ đất hồn tôi nổi óc hết trơn cái trọi à. Bà ngồi chơi chút xíu đi, tôi đổ xăng lại chứ tôi chở bà đi liền chứ gì. Trời đất quỷ thần ơi, chờ ông sắp hàng đổ xăng, cái đuôi dài nhằn như sao chổi trên trời. Cái thằng chồng già của tôi, vợ con bé nó biết mù còn đâu. Nếu bà nông nại
theo để bắt ghen thì bà chạy bộ theo ông ấy. Trời ơi máu hồng tôi nó muốn trào mà ông còn chống bức con mụ già này hay sao? Chớ hết sẵn rồi làm sao, không lẽ tôi cổng bà rước bắt ông nhà. À, chắc là ông A Tòng với bọn kia gì? Muốn giải thoát cái bè giang dân. Đừng có dẫn chơi nha. Nên xe hết xăng không lý do. À, tội con vô cùng to lớn đâu biết chưa chứ. Trời, nói nghe lãng ngòm à. Bà tìm xe khác mướn mà đuổi theo. Bây giờ có nước ly về chứ còn mướn ai nữa bây giờ. Xe hết xăng thì phải có lý do của nó chứ. Lý do gì kỳ cục vậy? Lý do hết xăng. Trời ơi, bây giờ tôi không chở bà đi nữa. Bà trả tiền cho tôi đi. Trả tiền gì? Nói lạ chưa. Bà mướn xe ôm, bà lên xe, bà ôm tôi, bà phải trả tiền. À, xe của ông chạy như ngựa trứng vậy. Chồm lên cũng được tôi ôm. Đó. Chừng xuống cũng được tôi ôm. Vậy sao? Ông phải trả tiền cho tôi chứ. Gì? Nè, tôi không có đòi làm ai nha. Còn biểu tôi trả tiền nữa hả? Trời ơi, bà này nói cái chuyện tôi trào máu cục lên tới bản hổng tôi là trời. Ông Ma Tòng với con nhỏ bằng áo hở lưng. Người ông ta ôm chồng tôi kích rứt thà. Mà còn biểu tôi trả tiền nữa hả? Con khuya. Trời, nó nói gì? Bỏ đi luôn hả? Bơ người ta phải giật tiền tôi trời. Bơ người ta giật tiền tôi trời ơi. Giật tiền tôi trời ơi. Thích em coi chừng vàng té nha. Đừng có lo, bà có chấp cánh bay theo cũng không kịp tụi mình đâu. Ê, cái thằng làm gì nếu kéo con gái giữa đường giữa sáng? Canh vô. Cô Sương nè, sau này có làm giàu đó, đừng quên thằng Lưu dò trái quải nè nghe. Hả? Khó quên lắm. Ó Sương này đã quen hơi của anh rồi nên nhớ lắm ha. Làm sao mà quên được cái mùi chiến giò chảo quậy của anh. Thôi, định đá giò lái tôi phải không? Tôi à mà nói láo à, tôi thề à có xe ông đá đụng. Đó, thấy chưa, thề đi, thề trúng vào lên xe đụng rồi thấy không? Trời đất quỷ thần ơi, chạy cái mố mà chạy vừa lớn biết nè. Thôi đứng dậy đi. Đừng măng răng mà đừng dậy được, cho đau quá. Trời ơi đứng đau lên đi quá mà. Nè. Răng măng răng rửa mày. Còn ông nội gì nữa? Bánh bò bánh riêng tôi hư 70% rồi thấy không? Làm mà thông cảm giùm mà. Không, không có thông cảm đâu. Trời ơi bà nội tôi mới tới bây giờ buông xe tôi ra. Ông bị bà rượt phải không? Ừ. Thôi được rồi, ông lo giải quyết vụ cô đào của ông đi nghe. Rồi ông phải lo bánh bò anh tiêu luôn nghe. Hư 70% rồi đó nghe. Cưng ơi bà rượt quá em về trước nghe không? Xích lô chở cô này về ngã ba chú ý á. Mau mau nghe chàng, đừng có để em chờ lâu quá nghe. Đồ quỷ sứ. Nè, tôi nói ông nghe. Cỡ như ông đó mà cặp bồ với cái cô mặc áo trơ trẽn hồi nãy đó nghe, trời đất ơi mất mặt bầu cua hết ông nội ơi. Phải cặp được với cô quế này đỡ khổ quá. Cái ông đi nói chi mà nghe gớm rồi không biết nữa. Gãi huệ những mặt xác tôi kìa. Cô Sương, ông chủ tiệm gạo nói đùa với cô đó, có gì đâu mà cô quạo. Ủa sao chú biết tôi là chủ tiệm gạo à? Hả? Biết chứ sao không biết. Vụ hút gạo vừa qua ông chủ kiếm ít nhất cũng được 5-3 tê, mà ông chủ chơi bời chi quá kẹo. Kiếm vài tê vũ đó có thiệt, nhưng tiền của vợ tôi không có đồng xu. Ông không có tiền à? Tôi hỏi ông vậy chứ địa ở đâu để ông la cài mấy cô chiêu đãi hàng đêm? Chờ bãi vắng nhà tôi bán gạo cất riêng hoặc cải cũ lấy tiền rót vài chục viên. Rủi bả bắt được thì bắt được bả la ôm sòm tôi lì cái mặt là yên. Ông ăn cặp tiền à nói ra mừng chi, ông hãy bồi thường thiệt hại cho tôi mau. Bây giờ thì tụi mình nói chuyện thông cảm với nhau đi. Không thông cảm hoài không có chịu đâu. Ông nội, thông cảm cái gì đâu ông ơi. Thôi bây giờ ông chịu khó ông mang hết bánh bò giò trái quải tôi nè, đem về cho vợ con ăn đi nha. Rồi trả tiền cho tôi à. Tôi không có thông cảm với ông đâu à. Đó, chú nói sao bộ chú không thấy mặt của chú hay sao á? Mà mặt tôi mặt gì? Gương mặt chú không phải gương mặt bán giò trái quải đâu. Chứ ông nói mặt gì vậy nghe? Quang. Trời ơi có nét quang lắm mà tại không thấy nó. Hoang đàn chi địa hỉ. Tôi nói thiệt mà, chú sẽ có vợ giàu nếu chú đừng quên lấn ân tôi. Chú
sẽ có vài mươi triệu dễ dàng. Tay trắng chú sẽ giàu có như ông hoàng. Tôi phải làm chi ông nói rõ ràng minh bạch. Tôi có vợ giàu mà vợ tôi là ai? Đừng nóng, chú phải nhận của tôi một điều kiện. Cưới vợ giàu xong chú phải mất ngoài tiền vợ. Tiền đó cưa đôi mỗi người phần nữa, chú chịu không? Giờ cưa đôi phải không? Thì bây giờ ông cho tôi biết đi. Hả? Tôi móc ngoài tiền ai, cưới ai để cưa đôi với ông chứ? Cưới con gái ghẻ. Gì? Con gái không có ghẻ hả? Trăm mày đâu có phải. Chứ sao? Con gái ghẻ là tại tôi nói tác, tôi muốn đỡ tốn lời nói vậy mà sợ mệt đó. Con gái ghẻ là con gái riêng của vợ tôi đó, con ghẻ đó. Không. Đứa con có ghẻ chứ. Không. Hả? Anh Lưu bằng lòng cho tôi không có bằng lòng đâu nghe. Cái ông này nè, nói chuyện về ghét quá thôi ông đi đi. Tôi không có bắt ông thường tiền cơm thuộc xe đụng cho tôi đâu. Kìa, đi đi. Thương, sao kỳ vậy? Anh Lưu à, anh Lưu cưới vợ rồi, ai dạy tôi rao bảng bài ca biết chưa? Trời ơi, cái gì mà lo không biết nữa. Cô nghĩ bán bài ca lo giúp việc nhà cho tôi trả tiền công 20.000 đồng một tháng, khỏe thân còn hơn đi bán bài ca nữa đó. Cái gì? Chú cho mà ơi, 20.000 đồng một tháng. Bò mà ơi, phải chi mà bò mà còn sống? Bò mẹ hả? Bò mẹ là cha mẹ đó phải không? Cha mẹ mất rồi hả? Thôi, hốt bánh bò bánh tiêu vô, vô tiệm uống cà phê nói chuyện. Ở đây không có tiệm đâu, con vợ tôi nó tới nó thấy là chết tôi à. Đi đi. Thôi, ngừng lại đi, ngừng lại đi. Thôi anh đi đi, tôi không thèm về ngã ba chú ý đâu. Tôi ở đây hả, tôi rình thằng giả để tôi lấy tiền. Nãy giờ hả, bắt ôm eo hết chết bà luôn vậy đó. Đã vậy còn bị rượt xúc quần. Thôi anh đi đi anh hai. Bye bye. Dễ thương dễ sợ. Ngồi đi, ngồi đây bảo đảm nè. Ngồi đi uống nước nha, ngồi xuống ngồi xuống. Cô uống gì cô hả? Anh Lưu uống cái chi, tôi uống cái nào. Tốt quá, lên uống gì luôn. Cho tôi thôi được rồi, tôi hiểu ý rồi, thấy cái mặt là tôi biết rồi. Cô cà lon ha, bị lon ha. Ê, có cô cà lon bị lon gì không? Có. Vậy cho 3 ly trà đá đi nha. Một ly đá nhiều một chút, khát dữ lắm. Giờ đó cô kể tiếp cái chuyện bò mạ đi. Ông chủ biết không? Không có biết đâu, kể đi. Hồi đó vui thiệt là vui vậy đó. Nè hả? Chiều chiều cơm nước xong, bò tôi ngồi đọc sách nè. Biết chữ ha. Mà tôi thì vả áo cho cả con. Giỏi quá. Tôi ngồi rửa chén cạnh bờ sông, tai nghe tiếng hò từ sông Hương theo gió đến. Hò sao cô? Chứ gió đưa cành trúc lá tiếng chuông thiên mù chỉ tiếng chuông thiên mù cánh gà mà thỏ sương. Dẫn ốc ở trên nó trời ta ơi, tả cảnh mơ mộng nghe đã kìa ha. Ở đất thần kinh mơ mộng vậy sao cô không vui vẻ ở ngoài đó đi? Cô vô Sài Gòn chi phải đi bán dạo khổ sở vậy nè hả? Ở ngoài nợ làm sao mà ở được? Làm sao ở không được hả? Gia đình tôi đang sống êm đềm phẳng lặng, bò tôi cùng dân xóm chài chuyên nghề đánh cá nuôi thân, mà tôi cũng phụ phần buôn bán tạo tầng. Bên mâm cơm buổi tối, bò kể chuyện biển khơi phập phùng, nhưng tràn đầy sinh khí. Gia đình hạnh phúc quá. Mà dạ, sao cô không có em nữa à? Dạ, đang sống yên lành, bùng những trời giảng cho gia đình tôi nàng tai khủng khiếp. Trời đánh hả? Chiều hôm đó, bò tôi căng buồm ra khơi như thường lệ, nơi trời nước liền nhau, mây chiều rực mão. Như báo tin chuyện xảy đến không là
bỗng dưng nổi cơn giận dữ. Theo lệnh của cuồng phong hung hãn tung hoành, có bao nhiêu thuyền đánh cả là có bao nhiêu màn dân chài vùi trong sóng biển sôi bọt mồm thù hận vô căn. Bỏ tôi và bao nhiêu đồng nghiệp không về, để lại cho gia đình chất chữa sầu tan tóc. Bỏ tôi chết không có xác cho vợ con tầm liệp, không có đất chôn thay cho âm dạ kiếp vô phần. Thấy thương quá, đúng ra là tôi phải khóc đó. Mà tạo hồi tôi mới đẻ tôi khóc dữ lắm, bây giờ nó hết nước mắt rồi hay sao? Hoàn cảnh cô thấy thương ghê, ai mà cầm lòng cho đậu. Tay trời ách nước biết làm sao tránh khỏi. Thôi cô đừng buồn nữa nghe cô. Thôi được rồi. À rồi sau đó mẹ Sương sống như thế nào? Mà tôi cố gắng bám níu ở lại chỗ cũ. Tôi đi bắt cá hôi về nuôi mà. Tôi tưởng đâu được yên, ai ngờ bão tố lại nổi lên một lần nữa, vùi chết cả nhà cửa súc vật, luôn cả tánh mạng của dân chài. Mà của tôi bị nước cuốn trôi xuống đáy biển luôn. Thật là thảm nào. Tôi cũng không biết tại sao một mình tôi còn sống thôi. Cái số trời ban ân cho Sương đó. Ban ân làm chi, ban ân tàn nhẫn quá. Sao không cho tôi chết theo bò mạ tôi cho rồi. Sống mà không có bò mạ sống làm chi, ban ân cho tôi sống làm chi. Tội nghiệp, nước mắt muốn chảy rồi. Tội nghiệp cho Sương biết bao nhiêu mà nói. Thôi. Hả? Tội nghiệp bằng cái miệng được rồi, bằng cái tay nữa coi chừng ló. Ló gì? Ló cái gì? Ló cái đuôi. Đuôi gì? Trời đất ơi, chưa biết nữa hả? Không biết. Đuôi dê. Mẹ, trời ơi, cô này đáng con đáng cháu về chi cho tổn đức vậy? Phải không à? Thôi để người ta nói chuyện mùi. Thôi cô đừng khóc nữa cô. Số phần hai ông bà vậy phải chịu vậy cô. Bây giờ cô nên lo thân sống của cô. Nếu không chê cô về ở với tôi. Gì? Trời ơi, về ở ông hả? Tôi đang buồn làm việc mình. Sao về ở ông? Ở là giúp việc nhà đó mà. Sao chú ưa bắt mẹ tôi làm chi? Bởi lòng nhân tôi mới thương cô này. Tuổi chú cha ai làm chi điều đó? Tôi biết mà, tôi biết chủ nhiều mà. Đừng có nói quanh với lưu này mất công. Tôi thiệt tình vô cùng, xin chú em đừng có nghi tôi. Ở đỡ là ở đỡ, nói cái nào cho ra cái nấy. Nào ăn ăn, nào cúng cúng, ông nói luôn tuồng ấy. Bây giờ ông trả công bao nhiêu tháng ông nói đi. 20 ngàn mỗi tháng. Sao cô Sương chịu không cô Sương? 20 ngàn tiền công khỏi phải làm việc nặng nhọc. Chỉ cần vũ mùng vũ mền giùm tôi, làm giường giùm tôi, ngủ luôn giùm tôi. Nữa móc ngoéo nữa. Trời ơi còn cười nữa. Tôi có người đứng đắn đàng hoàng á cho chú biết à. Phải không? Nói vậy mà phải vậy không? Sao không phải? Sao nhột? Tôi nói vậy là ông nhột là sao? À ông nói chuyện chú nữa. Cô Sương chịu không? Nói đại tiếng đi. Chê ít hả? Mặt này thấy biết chê ít rồi. Lên liền 3 vạn bạc tháng, vũ mùng làm giường thôi. Ôi chú cho mà ơi, như rửa lầm mỗi tháng mình có 3 vạn bạc, 10 tháng có 30 vạn, 100 tháng có 300 vạn, 1000 tháng có... Ôi chú chó mà ơi, để em biết chừng nào mới hết cho rồi. Sao thành triệu phú rồi đó. Anh Lưu nè. Hả? Anh có cho em làm việc cho cái ông Ni không? Không. Nó chơi cho chịu. Nó cũng làm hồi hộp nữa. Thế thì bây giờ em chạy về cho chị nuôi em hay tin mừng, rồi em trở lại ngay ý. Tính tiền, tính tiền này. Thôi tụi mình về nha. À mà nè chú Lưu nè, con bé nó biết nhà tôi đâu, nó đến ở hay chú ăn hả? À, đừng có lo, có tôi mà. Tôi biết nhà ông mà. Tôi chỉ sợ bà ở nhà không có chịu nhận. Con nhỏ ở như hoa nở được trời cho cái ấm hở. Tôi không có chơi bởi vì tôi lỡ, bởi vậy nên bà Quyên không có chịu mương. Mấy con nhỏ ở tuổi trẻ nó dễ nhìn. Mà ông
thật tình nói hết tôi nghe coi. Tôi nói nha chú nghe, chú đừng cười tôi nghe. Không có cười đâu. Mười con nhỏ ở trong nhà tôi hết chín đứa mang bầu. Hả? Ừ. Ờ vậy cũng còn đạo đức đó chứ. Ừ. Đáng lẽ mười đứa phải mang hết mười. Không phải đâu, không có đạo đức đâu. Đứa mà tôi dạt ra nó sức môi. Trời đất ơi. Xấu lắm. Trời ơi trời. Biểu em ngồi ở quán cà phê chờ. Chờ đã rồi cái ngồi ở đây luôn à. Tính tiền nông cho em đi. Đặng em đi về, em còn cho con em nó bú nữa. Trời ơi, bóng lại cái có được gì đâu bắt tôi trả tiền hả? Ủa sao? Bóng lại cái là sao à? Trời đất ơi. Phản bội dễ sợ chưa? Nói vậy hả là em vũa te tua tơi tả luôn bây giờ đó. Cái quỷ sứ, đồ ngựa. Cái nè, tôi hỏi thiệt ông nghe. Ông suy nghĩ sao mà ông xớt cái thằng... mẹ thôi kêu đại đi ông sớt người chi cái thằng cha đàn bà này chở đi đâu rồi giờ đòi tiền rồi còn nói ông đồ ngựa nữa. Nãy ông ba chốt ba sáng nhìn cái áo đó hỏi với lưng nó hấp dẫn quá sớt đi chở đại tưởng đâu bắt được bò lạc ai nhà hốt nhầm bà bóng nè. Chàng biểu em á leo lên xe đi rồi chàng chở em vô phòng ngủ rồi chàng cho tiền bây giờ lật lọng gạt gẫm hả. Trời ơi gạt gẫm cái tân bèo giạt mây trôi nè. Người gì đâu mà tàn nhẫn dễ sợ luôn gì đó. Thôi nín đi. Thôi nín. Trời nạt cái hết hồn mà chía. Đừng dễ sợ qua đồ quỷ sứ. Để tôi nói với ông chủ chành gạo nè, chi tiền để cho bà về bà cho con bà bú bà nội. Trời ơi con mẹ được rửa chính công mà có gì đâu cho con bú. Không thấy không? Lan ngon. Ông chủ, cô Năm Bóng nè sẽ giúp cho ông thành công việc lớn. Đừng bực mình với cổ, chỉ cho cổ chút ít với cổ vui lòng đi. Cái thứ đồng bấm mà tài cán gì giúp tôi. Nghe đây nè, nghe mưu sĩ thiết kế đây nè. Đâu thiết rồi hả? 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 Hay 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 đúng không? Cái Khổng Minh chưa chắc hay hơn chú. Như vậy là tôi phải dẫn vợ tôi đến Am Bóng Năm phải không? Chết đi trời, dẫn đến Am em làm gì? Đánh ghen hả? Để cô Năm ở ngắp lên xưng rằng cậu tràn nhập về đây. Bảo cái số ông chủ phải có bà hai. Nếu không cả ông lật bà đều tay mạng. Vợ tôi vốn người mê tín dị đoan. Hãy nghe cậu trạng nói vậy là bà tin. Bà tin ông đem cô Quế về bà sẽ làm thinh. Mặc sức cho ông đùng đùng làm gió làm mưa. Ít nhất em phải làm cho bà tin được. Nếu không thì chuyện sẽ lỡ tày quầy. Cô cứ nói trung phóng tuổi già tên của vợ tôi là chủ dành ngọc lợi. Tên cúng cồn của bà là Trần Thị Mơ. Năm nay 45 tuổi con kỳ đà. Nếu bà tử tài hỏi em điều bí mật. Trong cơ thể một ruồi đóng ở chỗ nào. Cô cứ nói phía trên dây trái của bà có một ruồi son là bá tình ngày. Nhớ nha, ruồi son dây trái ha. Nhớ hết rồi. Nè, kỳ này chàng phải trả sòng phẳng cho em à nha. Cho tiền xe em về đi, chờ đợi chàng dẫn vợ tới. Thôi mà làm ăn lớn mà tiếc lẻ chỉ ba cái thứ lẻ tẻ này. Tiếc chứ. Đưa đi. Không chấm mút gì được mà hao tiền tức chứ. Nè, ngàn đó bà nội. Ủa ông nội. Kẹo dễ sợ luôn, đồ quỷ sứ. Tôi đi tôi ghét. Rồi, vậy còn phần tôi đây. Hồi nãy ông hứa gì đó ông nhớ không? Ông tính coi cái vụ gì đó cho tôi có lợi nhiều coi. Bây giờ tôi quịch tẹt vụ này cho chú biết nha. Sao? Bà Ngọc Lợi đó, bà vợ chấp nối của tôi, có con gái riêng năm nay 18 tuổi. Vợ tôi muốn gả nó cho bác sĩ là kỹ sư. Còn nó muốn chồng có học, lịch lãm, khôn ngoan, sành đời. Bây giờ chú đến đó chú xin cưới nó. Trời đất ơi, là sao cưới được ông nội? Tôi bán bánh tiêu giò chả quải không à. Cái kỹ sư bác sĩ nào đâu. Trời mà lấy tư cách gì tôi nhào vô xin cưới mới được chứ. Chú là mưu sĩ mà nói câu đó nghe nó bết quá. Chú vô đó ha, nó cứ xưng chú là kỹ sư. Đâu ai hết bằng chú đâu. Tôi thêm mấy lời là chú lấy ăn. Mưu ông nghe hay, dù học cao làm sao tôi giả. Loài cái đuôi dài, ẩm mê cái mặt mo. Thôi thôi, không có được đâu. Chú biết không, mấy lần trước đó
nó hỏi mấy chàng trai mà tới coi mắt đó, nó hỏi như vậy nè: ông quan niệm gì hôn nhân như thế nào? Nó hỏi cái giọng thấy ghét vậy đó. Trời ơi, tôi đâu có đủ trình độ trả lời câu hỏi đó ông ơi. Từ cái trình độ cái gì không biết nữa. Chú lục mấy cuốn sách, mấy cuốn tiểu thuyết nói về quan niệm hôn nhân của trai gái mới đó. À, chú cố học cho thuộc lòng, cái trả lời với nó xui rót là lấy ăn. À, được rồi. Xong rồi có tụi bài mua lập sử để nó giao hết gia tài cho chú. Được rồi, ông tôi xài một mình. Xài mình có án mạng nè. Ủa sao vậy? Phải cưa đôi đứa nữa chứ. Trời ơi, cưa rồi. Trời ơi, tôi coi máu ra được. Xe mà không hết xăng hả? Tao cạo đầu bôi vôi hết hai đứa rồi. Chành gạo thiếu người trong nom, mà cái thằng cha già đó bỏ bê mê gái đành đoạn nè trời. Dạ, chào bà chú. Ủa, anh Kim Anh. Chà, mất biệt luôn ha. Không có tới thăm tôi à nghe. Ủa, còn cậu này là... Chào tôi. Đại tá Long á. Trời, con trẻ măng vậy mà đại tá rồi. Dạ thưa bác, cháu là Thiếu Quý Long. Cậu của cháu có tật cái ưa nói đùa. Dạ. À, mời anh Ký. Dạ. Mời cậu. À Long, mày biết không, hồi đó đó, bà chủ đây mới có 18, đẹp nhất trong làng. Còn tao 19, tưởng dính với bà rồi. Ôi, chuyện gần 20 năm chắc nữa làm chi. Cháu anh hết đi. Để trong bụng thì nó âm bực, còn nhắc ra là tôi bực. Ai cản ai ngăn không cho cậu thương. Có cái tên má chính danh dịch với cậu mày. Nó có vũ khí lợi hại vô cùng. Đó là Kim Ngân dính ta một cái danh bay bổng thôi loi. Có tin đồn đại chồng tôi bị hại do tay Kim Anh, phải vậy không anh? Ôi thiên hạ hao đồn ẩu. Hồ má chính sánh bị thuốc độc chết, tôi đâu có ở Sài Gòn. À, mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Ủa, cháu Cẩm Hương đâu rồi á bà chủ? Nó ở trên lầu á. Để tôi kêu nó xuống. Cẩm Hương à. À má kêu ngồi mới về chứ. Lột lì á. Dầu Kim Anh lầy quánh lì á. Ngõ thấy cảnh xíu xịt ôm lọc tắc à. Xin giật thấy xíu xịt đi ôm lọc, ngõ tả đi xé à. Xúc không? Thấy ghét quá à. Người ta đang coi khúc này lọc lì lọc lì. Bỏ cuốn tiểu thuyết xuống đi ôm thét ngọ, ngõ tả đi xé à. Hỏi cậu Ký với Thiếu Quý đi. Cậu Ký. Trời. Mày nheo nheo con mắt của mày hỏi cậu mày vậy đó hả? Còn Thiếu Quý nữa đó, không biết chào sao. Đẹp trai lắm. Đó, nó khen mày đẹp trai đó. Vậy là thật công uổng công tao. Công gì vậy anh Ký? Ờ thì công tôi làm mai mối, xin cưới cô Hà cho cháu Long này. Dạ, phải cháu của anh là bác sĩ dễ tính cho tôi. Lại nữa con tôi nó nghịch ngợm, sợ cháu Long nó không có bằng lòng. Gái mới ngày nay cô nào cũng vậy. Theo thời đại mới nếp sống phải tân kỳ. Cháu của tôi tuy đẹp trai nhưng bẽn lẽn hơi khờ. Giang sư cũng nhờ lòng thương của bà chủ đây. Thiếu Quý đã thấy con tôi tận mặt. Nó tự do mới mẻ, con của nhà lành. Hãy nghĩ suy cặn kẽ thưa lại đành rành. Tôi thì dễ dàng, hãy con tôi chịu là xong. Dạ thưa bác, tình riêng tư cháu xin kể hết. Cháu lén theo Cẩm Hương đã một năm rồi. Nếu không chê phụng chẳng xứng cành ngô, hoặc không chê cháu nghèo khổ quê hèn thì cháu... Mày đừng có dài dòng văn tự. Cũng xin cưới cô hai thì nó phức đãi cho rồi. Bà chủ à, duyên tụi mình xưa đường một trả rời. Bây giờ tụi mình để trẻ nó yêu nhau. Dù sao cháu tôi vẫn hơn xa thằng cậu. Tương lai của nó là tướng tá đâu quá dễ. À, lâu lâu anh phạt tôi một cái nghe đau điếng à. Đâu dám, tôi nói về hạnh phúc của cháu tôi thôi. Anh để tôi hỏi con Cẩm Hương như thế nào. Coi nó có bằng lòng ưng Thiếu Quý hay không. Nếu người khác phải bác sĩ tôi mới bằng lòng. Nhưng nếu cháu anh thì tôi xí xái dùng cho. Bà chủ nói vậy thì cũng dễ. Vậy cô hai sao? À má còn biết vậy chứ.
Cậu thiếu Quý Long muốn xin hỏi cưới con đó. Cưới con? Được thôi. Vậy tôi đi coi ngài nghe bà chủ. Nhưng phải có thời gian bàn luận với thiếu Quý về quan niệm hôn nhân. Má, má cho con được cái tự do đó ha. Vậy thì hai đứa mình có quyền di tản. Gì ngáp dữ vậy anh Kiên? Trạm ngáp tấn công dữ dội rồi. Mồ hôi là tái xuất giang hồ. Để tôi quạt cho anh ráo mồ hôi nghe. Ê, đừng quạt chết tôi. Người ta kỹ gió mà quạt cái gì? Không cho quạt hả? Vậy thôi anh đi tắm cho sạch mồ hôi đi. Tắm là cắt cổ thôi. Tôi đi chút tôi trở lại. Trước khi coi vợ, cậu đã dứt sữa chưa? Tuổi 23 của tôi trẻ con hơn 18 của Cẩm Hướng sao? Người ta trẻ con ở sự hiểu biết chứ không ở tuổi tác. Sự hiểu biết của Cẩm Hướng già dặn hơn tôi à? Nếu cậu già dặn hơn tôi, hãy cho tôi thấy rõ, thấy rằng cậu yêu tôi. Nếu tôi chẳng yêu cô thì tôi đây không đến xin dâng lễ cao trầu. Chưa có bằng chứng nào cho tôi thấy được rằng cậu yêu tôi nên xin cưới. Tôi sẽ chiều cô như nữ hoàng, suốt đời ở mãi mãi cạnh bên, không dám buồn lòng dù giây phút chứng thực lòng kẻ này. Những cô gái mới là sức vật tham lam, càng chiều họ càng yêu sách. Liệu cậu có chiều được mãi không nào? Được dễ dàng như thế à? Không nghĩ suy mà được liều. Không liều đâu. Cậu chưa hiểu gì về đàn bà mà đòi cưới tôi. Một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm. Cậu chưa yêu tôi đâu. Cẩm Hướng ơi, tôi yêu Cẩm Hướng thật mà. Cậu mới thích tôi à? Muốn lạm nhận sự duyên dáng của tôi làm của riêng tư. Một ngày kia, cái duyên dáng này chết dần chết mòn trong rêu cỏ thời gian. Chừng ấy hình ảnh của tôi sẽ tan dần như nước đá trong tiềm thức của cậu. Rồi chừng ấy... cậu tha hồ bún rẫy dọa đầy tôi. Không, tôi không phải hạ người đó đâu. Cậu đã yêu lần nào chưa? Chưa. Như vậy là cậu chưa từng trải yêu đương, chưa từng khổ vì yêu, chưa kinh nghiệm về yêu đương, không đủ kinh nghiệm để xây lâu đài hạnh phúc. Lời thật có mất lòng xin cậu thông cảm nha. Luân lý riêng tư của thời đại mới đã dại dột thoá mạ tuổi trẻ, thoát khỏi vòng luân lý của cổ nhân. Tôi chạnh lòng thấy cô thuộc về hạ người ấy. Nói như thế là cậu lăng mạ tôi, chưa hiểu được tôi. Hả? Vậy là cô khước từ lời tôi gian cầu à? Sao lại vội bi quan quá vậy? Má tôi đã cho phép chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau mà. Nếu chúng ta khám phá ở nhau được những tính tương đồng thì hôn lễ sẽ cử hành. Dữ ác không à? Sao không đèo con nắc kỹ đó đi luôn đi, về nhà chi nữa? Bà nói tôi đèo ai đâu, tôi mà đèo cô nào sao yên xe cho. Cái thằng cha già khốn nạn nào đèo con nhỏ bận áo hở lưng cả sải ngồi chung xe ông đa đó. Tôi sao? Mà gì đâu mà hở lưng cách sải. Có chút xíu gì chứ gì đâu dữ vậy. Áo kiểu mới đó chứ gì đâu hở lưng. Áo kiểu mới? Nó bận áo y như là con dế cơm cục ngủng cục ngẳng. Lo lưng lo bụng đẹp đẽ chỗ nào mà ông mê nó. Thôi tôi nói thiệt với bà, tôi có mê hay không á cũng chẳng có tốn hào của bà các bạn đồng xu. Nói ra càng thêm hận, chấp nối với bà mấy năm nay không có tiền còn bị tiếng đắng cay. Sợ gì tôi không cho ông tài quan tiền bạc, là muốn ông
lo làm ăn để vợ chồng chung hướng giàu sang. Lo làm ăn để có tiền mà chung hướng giàu sang. Hay phải dành tiền cho con riêng của bà nên bà keo kiệt với tôi. Cái chành gạo ngọc lợi này đây, dầu tôi có ra tay làm cho phát đạt cũng con riêng bà hưởng chứ ai. Tôi lo làm chi cho mệt chứ thay. Con Cẩm Hướng không có ăn uống gì trong nhà này nữa đâu, đừng có kiếm chuyện với nó. Bà nói vậy thành ra tôi dành ăn với con của bà sao? Nó sắp có chồng rồi, có ông thiếu quý đi hỏi nó đó. Gì cười? Thiếu quý. Cái lon thiếu quý nó nhẹ hiểu nhẹ hiểu. Ăn tua gì. Tôi sẽ gả nó cho một kỹ sư trẻ đẹp nhà giàu. Tôi làm vậy để chứng minh rằng tôi vẫn thương con của bà với con của tôi. Mình Mình nói thật không Mình? Nếu được như vậy thì vong hồn sốt của con Cẩm Hướng nó cũng thỏa dạ ở suối vàng nữa đó. Sau khi con Cẩm Hướng có chỗ ở nơi xứng đáng rồi, bà phải để vợ chồng nó cai quản cái sự nghiệp này, tự do thâu suất tiền bạc nha. Mình Mình thành thật đó hả Mình? Thấy cái mặt không biết sao. Gia tài của má chính phong ông già nó phải để cho nó hưởng chứ, đó là tự nhiên mà. Mình ơi, nghe mình nói mà tôi cảm động gần rơi nước mắt. Bấy lâu nay tôi lầm hiểu lòng dạ của mình. Không phải tôi quá khắt khe tiền bạc với mình, nhưng vì lời trăng trối của xúc con Cầm Hương. Má chinh con nó trôi sao? Ý ông muốn trôi rằng tôi chết giữa lúc tuổi bà còn quá trẻ. Bà cứ tự nhiên bước thêm bước nữa, nhưng đừng để cho ai chia hướng sự nghiệp của con mình. Kỹ, bà phải giữ gìn và giáo lại khi nó nên vợ nên chồng. Tội nghiệp xúc con Cẩm Hướng bị người ta tuốt chết, cho đến bây giờ vẫn chưa biết thủ phạm là ai. Mình rộng lượng cho tôi tung lời trăng trôi ấy, để khỏi phụ lòng kẻ dưới chính sông. Tụi mình tạo nghiệp khác để hưởng mà khói thẹn thùng. Mình đã xài phi với chính mồ hôi mình tuôn đổ. Đó, bà thấy chưa, tôi không phải là thằng tham lam. Tôi không có chu mồm chót mỏ để hưởng gia tài bên vợ đâu. Nói thiệt với bà, của không do tôi làm ra tôi nhất định không có thèm hưởng mà bà. Mình ơi, nếu con Cẩm Hướng biết được mình thương nó như con ruột, nó sẽ kính liêu mình như đấng cha hiền. Gia đình này sẽ vui vẻ bù lại bao năm lặng lẽ ưu phiền. Không khí trong nhà không nặng nề như trước nữa. Bây giờ có chết tôi vẫn yên vui. Tôi vâng lời mình dạy bảo khuyên răng, mà cũng là lời của xúc con Cẩm Hướng nơi chinh suối. Tôi sẽ giao hết sự nghiệp cho con mình năm giờ, sau khi nó được vuông tròn phần đẹp duyên. Giao hết, bà phải giao hết cho con để nó đừng hiểu lầm tôi bòn rút tiền bạc của nó nữa.
bây giờ tôi mới thấy mình tốt đó. Chậm mà. Mà bữa nào ông kỹ sư đó mới tới coi mắt cảm hứng vậy? Bữa nay nè. Hả? Coi liền. Trời. Ừ. Sao sớm vậy? Sớm mà, làm ăn lẹ làng mà. Trời đất ơi, bữa nay có khách mà bà Tám bà không có lo gì hết trơn á trời ạ. Nè nè nè, đuổi bà đi, mướn người khác làm. Trời ơi, thời buổi này khó kiếm con gái giúp việc nhà lắm. Cái gì đâu khó, tôi kiếm cho bà. Rồi vài bữa nó cũng nghỉ nữa à? Sao vậy? Thì tại vì ông động lòng trắc ẩn, cho nên tớ gái nó mới nghỉ. Bậy, nói bậy nữa. Tôi đâu phải là súc vật mà. Thôi, đừng nói nữa. Ừ. Đi, ông muốn kiếm thì kiếm đi. Khỏi cần kiếm, có liền nè. Cái gì? Đó, đứng ở trước cửa thấy không? Trời ơi, đó. Ở đâu mà sẵn vậy? Làm ăn chậm chạp đó hay sao? Cô, vô đây. Dạ. Nè, chào bà chủ đi. Dạ, thưa chào bà chủ. Hả? Cô là người Quế phải không? Dạ. Cô tên Sơn phải không? Dạ. Trời. Trời ơi bà làm gì bà quỳ vậy hả? Trăm lại nương nương, ngàn lại nương nương, hãy tha thứ cho người phàm mất thực. Chú cha mẹ ơi, cái bà niên nói chí mà là rứa. Dạ thưa nương nương, tôi sẽ ăn chay trong 3 tháng để nương nương thấy tôi thật giả tu tâm. Cho cháu con được một sáng giàu hơn của nương nương. Kẻ phàm này xin tác giả ghi tâm. Con người bảo cháu vô đi mừng công việc trong qua nhà, một tháng 30 ngàn. Cháu nào biết chi mô mừng gắn mà giúp bà và ông được giàu có mấy chữ. Nếu mà giúp ông bà sáng giàu thì tôi đã giúp cho tôi. Bà có đi ngang qua mồ quan miễu vắng hay là cây da sàn, giữa trưa đứng bóng nên bà bị người khuất mặt phạt quở chi đây. Chà, rắc rối như thế ni. Thôi, tôi xin phép tôi về. Dạ con, xin nương nương đừng giận hờn, ở lại đây cho tôi nuôi dưỡng chục ngàn một tháng. Tôi cũng tin dần, không cần phải giúp việc gì, cứ ở không dậy tôi nuôi. Không chịu đâu, tôi còn mừng công chuyện nhà tôi mới nhận tiền hè. Dạ nếu như nương nương không có muốn nhận tiền á thì tôi sẽ giúp vốn cho nương nương lo làm ăn. Nương nương ơi, bà nói vậy à, nương nương nhận lời cho rồi đi, nhận đi. Dạ nhận đi mà nương nương. Nhận đi. Nhận đi. Nhận thì nhận. Nương nương nhận rồi hả? Tôi mừng quá. Vậy thì mời nương nương lên lầu với tôi nghỉ một chút rồi cái đi ra chợ mua lụa là về may quần áo cho nương nương. Dạ mời nương nương theo tôi à. Ở đâu có sẵn mà bà dắt lên lầu vậy? Cổ còn phải phục vụ tôi nữa chứ. Cái gì? Phục vụ ông hả? Hỏi là có tôi đây nè. Xí. Dạ mà còn mất nước. Cá đã cắn câu rồi. Nè bà làm cái chuyện gì kỳ quái vậy? Tôi hiểu không có nổi đó. Cái gì hiểu không nổi? Con nhỏ đó mới vô gặp bà lần đầu tiên, cái bà biết ngay là gái Quế, rồi biết tên Sương nữa. Trời ơi, lạ lùng nhất là tự nhiên nó bà quỳ xuống bà lại như thế sao á. Rồi trịnh trọng gọi, nương nương, nương nương. Cái gì kỳ cục vậy hả? Ha, trời đất ơi. Lúc sau này tôi thấy tánh của ông sao ưa quên quá. Quên cái gì? Chính ông biểu tôi kiếm bà 4 năm, nhờ cậu Trạng coi giúp cho hậu vận của vợ chồng mình. Bố không quên rồi sao? Nhớ rồi. 4 năm nhờ cậu Trạng nhập lên hết sức linh thiêng. Nhắc tới da gà tôi còn nói cục. Tuổi tên của tôi cậu Trạng nói trúng ngay bon à. Đúc rùi son của tôi á, đóng ở chỗ nào nữa. Cậu nói trung phúc không sai. Thầy bói nói
nói cái số của tôi có hai vợ, bà có hỏi cậu trạng cái vụ này không bà? À có chứ. À cậu nói là cái số của ông á, chỉ có một vợ là tôi thôi à. Tôi nghĩ cậu trạng phản tôi nên nói bậy. Thầy bói nói rõ ràng tôi phải có vợ hai, nếu không thì hai vợ chồng mình sao phải chết hết cho mà coi. Ờ cậu trạng nói vậy thì tôi tin như vậy. Kế đến tôi hỏi đến việc làm ăn, cậu cười của bảo nói sẽ có con gái ông thần tài đến phò hộ làm ăn. Được vậy là tốt quá. Nhưng mà biết tới chừng nào con gái ông thần tài mới tới nhà mình lận hả? Đến rồi. Hồi nào? Nương nương đó. Hả? Nương nương mới vừa lên lầu đó. Trời ơi, ai nói với bà cô gái quê đó là con gái ông thần tài hả? Thì cậu trạng nói chứ ai. Hay là hay ở chỗ đó đó. Vậy hả? Cậu cho tôi biết trước rõ ràng tên phàm của nương nương nè. Sẽ đến trước cổng nhà mình ngày nào nè. Giờ nào nè. Thấy á thì mời vô liền. Rồi sụp lại ba lại để tỏ lòng thành kính. Chứ nên hồi nãy tôi mới lại đó chứ bộ. Hay quá trời quá đất hen. Vậy giờ bà ơi, bà sao? Tôi nói bà nghe này nghe không, bà phải xếp cho nương nương ở riêng một phòng, không có cho ai tới lui hết. Đúng bà. Phải rồi. Mình phải làm như vậy mới được. Thiên hạ mà tới lui có thể làm dơ cái xác phạm của nương nương hết. Riêng tôi đó bà, thì ban đêm tôi được vào phòng quỳ dưới chân nương nương để nương nương cảm động phù hộ cho mình. Không được. Nương nương ăn chung với tôi nè, ngủ chung với tôi, đi chợ chung với tôi, không thể rời nhau nửa bước. Xí già mà còn ham. Cám treo để heo nhịn đói nè trời. Dạ chào ông chủ. Chú Lương hư hết trơn hết trọi rồi chú ơi. Sao hư? Tôi làm đúng theo mưu kế của ông chủ bày ra cho tôi mà. Tôi phải kè sát mũ bóng năm, bài mưu thiết kế, tiền công tính chẳng một ghim. Ủa ngắt rồi cốt lên, cốt xưng là cậu hai nói với vợ của ông rằng bà nuôi cô Sương, bà sẽ giàu lớn. Con gái của ông thần tài, bà phải quỳ lại để xin ơn. Vợ ông mừng quýnh lên, lại như thế sao? Tin lời cốt nên bà kè sát cô Sương, bà tin con gái ông thần tài giúp bà thêm giàu sang. Bà không rời cô ta dầu nửa bước đường, tôi không cãi gỡ được gì tức muôn cành hông. Đừng có nóng ăn, bà phải có lúc sơ hở rồi ông chớp ngay cơ hội lấy ăn chứ lo gì. Bây giờ chúng ta bàn mưu lượt hai đi, gọn gàng thôi. Bây giờ chú là kỹ sư đi coi vợ nha. Trời đất ơi, kỹ sư mà không vàng bảo đảm sao nghỉ ở tù quá không ơi. Trời đất ơi, cái gì đâu sợ, nhưng mà đánh bài vậy đó, hên xui mà, hơi nào sợ. Nè, sau khi thành khoảnh cái phần đoạt gia tài đó, chú đừng quên lời cam kết cưa đôi. Dượng tính cưa cái gì đó hả Dượng? Có cây cột nó bị mối ở trong ruộng ăn ra, Dượng tính cưa đôi nó bỏ. Được à, giết luôn mấy con vật ăn trong ruộng ăn ra đó, cho nó chết nhăn răng hết đi. Hơi ê à kỹ sư. Ông kỹ sư đó hả Dượng? Thấy cái dáng là con biết rồi, hỏi gì nữa. Kỹ sư Đỗ Lưu, Dượng long trọng mời về coi mắt con đó. Kỹ sư Đỗ Lưu? Tên đẹp quá. Nhưng kỹ sư chi vậy thưa ông? Dạ kỹ sư cầu cống. Làm cái gì nói cái đó đừng có nói bậy. Dạ kỹ sư dò chéo quậy. Kỹ sư làm dò chéo quậy hả? Không phải. Kỹ sư này ngồi ở văn phòng rồi cái dò nó chéo quậy hoài đó. Trời ơi, kỹ sư nói đùa có duyên lắm con ơi. Dạ dạ phải đó. Tôi vui lắm. Thú thật cô, tôi là một kỹ sư hầm mỏ. Dạ đào mỏ. Đào mỏ gì? Mà mỏ vàng mỏ bạc, mỏ gì ông muốn đào đó, cái mỏ tao ông muốn đào luôn mà. Ông là kỹ sư mà con. Chúng ta đã phí thì giờ vào vấn đề đào mỏ, phải vào đề ngay. Ông đến đây coi mắt tôi và sau đó xin cưới cô. Xin cưới tôi? Vâng. Chắc hẳn ông đã có quan niệm rõ ràng về hôn nhân chứ. Quên, tôi đi lấy nước nha. Ngay tủ, có đem bủ bối theo không? Yên chí. Có cuốn tiểu thuyết nói về vấn đề này, tôi học thuộc hết trơn rồi. Trời ơi, giỏi quá. Bây giờ về nha. Hả? Sửa giọng cho cảm động. Rồi. Nói làm sao cho nó rung động màu đó nghe không? Rồi. Lối buồn nha. Yên chí. Mời Dượng, mời ông kỹ sư dùng nước. Dạ, cảm ơn cô. Nói. Dạ thưa cô, theo tôi thì quan niệm hôn nhân
không căn cứ vào tuổi tác, hạnh phúc không xây dựng trên tiền bạc hay địa vị cao sang mà lộn rồi, nói lộn rồi. Kỹ sư nói lộn rồi, nói lại đi. Hạnh phúc không xây dựng trên tiền bạc, lấy gì cưa đôi? Dượng, Dượng để tôi hỏi, trên lãnh vực tình ái ông là mẫu người như thế nào? Ngoài đề, ngoài đề, lấy bộ bối ra coi lại đi. À, tôi thiết nghĩ có kinh nghiệm và yêu đương mới lái thuyền tình được dễ dàng vào nơi bến độ. Xin cô đừng hiểu tôi là hạng người lãng mạn, đó là lời thành thật của kẻ muốn cưới xinh mình. Kỹ sư, kỹ sư nói chuyện giống như nói lối vô giọng cổ quá à. Đúng rồi, kỹ sư ái mộ giọng cổ lắm, mà lại có tánh vui nên nói chuyện với những người thân tính nói vậy lắm. Tạm gọi ông là người can đảm trình bày một sự thật. Một sự thật kém đẹp cho nhân phẩm ông. Dù sao cũng phải có thời gian dò xét lòng nhau để hiểu nhau. Xin phép Dượng và má cho phép con được rộng rãi giao dịch với người này để tìm hiểu nhau. Nếu hợp ý thì cùng mà sanh duyên, chẳng tương đồng thì đừng nỡ duyên. Tránh đau khổ ngày hậu hôn nhân, được được lắm Dượng bằng lòng cho. Cứ liếp ba ga đi chơi luôn tuần, hiểu nhau mau thương nhau giữ mừng. Kỹ sư này khó ai so bằng, dịp hiếm có con đừng bỏ qua. Tôi có việc cần, xin phép chào kỹ sư, xin phép Dượng con đi. Ăn đi. Quen nhau trong lúc hoa đua nở, từ ngày quen nhau càng mến nhau. Bướm hoa vui cùng nắng xuân hồng, cuộc đời như giấc mơ thần tiên. Thương nhau xin chớ nên thù nhau, tình càng thương yêu càng thâm sâu. Sẽ không bao giờ để thay màu, đừng vì xa cách ta buồn nhau. Cảm ơn ơi, chung đùa nhau trong những ngày tìm hiểu. Tôi thấy ca hồn như thoát tục hồn, tôi như mọc đôi cánh mỏng lững lơ lơ lửng giữa không trời. Sống trong phù du ngắn ngủi, nhưng nhớ biết đến muôn đời. Tôi tự thấy hoàn toàn đổi thay hồn xác, quên tất cả những điều trước của hôm qua. Y sống khắp lo vừa quả tim non, não để mê ngục lặng trong mơ hồ huyền quay. Tôi muốn kéo thời gian dừng đứng lại, ngọc sương mai không tan rã dưới ánh mặt trời. Thì ra tâm trạng của Lưu không khác em một mảy, đang sống giữa mỏng vàng vẽ thực tế chua cay, mang đến phủ vàng chua chát. Em còn ngại gì nữa? Anh Lưu, em ngại chưa đủ tài khám phá những nẻo quanh co trong tim của người bạn chung tình. Riêng em thấy sự hiện diện của anh là cần thiết, như nhân sinh cần hơi thở để tồn sống. Vũ trụ này thiếu hình ảnh của anh, em xem mọi sự cân bằng như vô nghĩa. Lưu ơi, khi đã chỉ hồng nhan là kiếp nhang, lúc đêm về phải thảm thiết kêu sương. Người con gái khi trúc đã yêu đương, gắn chặt đón đời với người tình buổi trưa. Nếu không may hai mình không nên duyên được, hình ảnh anh biết bao kiếp mới bay mờ.
dặm đủ đợn về anh Lưu Thể Hỷ. Nương nương đừng có thấy má tôi thương rồi hỗn hào nha. Ông kỹ sư mà dám gọi là anh Lưu hả? Nhưng mà tôi không muốn hai người nói chuyện dờn hớp với nhau gì lắm. Không có ai mà chịu nổi. Nương nương có quyền gì mà ngăn cản? Má và dượng tôi cho phép tôi giao du với kỹ sư mà. Nếu mà ông bà cho phép, hai người thương sướng sẽ bỏ đi. Đừng làm sướng nói chơi. Nói gì đó? Nhưng mà chuyện gì đó chị chỉ làm ầm lên vậy? Ôi, em nói mà làm gì? Đuổi chị đi liền đi. Đuổi đi là khỏi phiền. Đuổi Sương Hỷ đi chú cha ơi. Không, không đuổi được đâu. Mình sao vậy? Vì mẹ em lòng tin hoàng tiên. Nè, xác phàm mà được sang vào như vậy đó, số đỏ quá rồi. Thôi im mồm đi. Thế tôi sẽ chia đều. Không, không có chiều đâu. Chia bao nhiêu thì O Sương cũng quyết không thèm chiều. O Sương chỉ chiều như buổi trước hè, có người bạn bài ca bài hát, vô tư phẳng lặng như dòng nước chảy qua cầu. Nói lạc đời rồi, có người trái gắn liền đời sống với giò chảo quầy bánh bò. Càng lạc đời họ nước sông thương chảy lờ đờ mơ mộng. Thương anh rồi chẳng dám nói ra, bắt tan lên hỏi trời già. Trăng thanh chờ gió, gió lờ gió bay. Nói nhiều càng đắng càng cay. Họ thương người khác mình thương ai bây giờ? Hình như... Như như cái gì? Đó là lời của ông lên bà xuống. Em nghe làm gì cho nó mệt? Cô đó là người cõi trên á. Vậy hả? Phải rồi. Người ta vui sướng quá, người ta cười vui quá. Tôi chỉ mô mà tôi không cười không hát. Thương tộc xòa ngang vai, ai á thương, hãy thương đi đừng. Ô tang tình tang, tình tang tình tang. Vì ai mình buồn cũng không ai biết, bản cầu vì ai một nát cũng chẳng ai buồn. Mình buồn mình lụi đầu vô xe hơi chết tôi rồi. Quất mày quất mặt để họ từ gió đùa giỡn với nhau. Nè, chỗ này không phải chỗ nói chơi nha. Tôi nói thiệt không nói chơi đâu. Tôi đi kiểm xe hơi, tôi lụi đầu, tôi chết tôi rồi nè. Sướng à, sướng. Đừng có dạy dỗ mà. Trời ơi, nói đúng giờ lên xe nó đụng nữa bây giờ. Sướng. Bể rồi cậu ơi. Cái gì bể? Của mình bể rồi. Cái gì mà bể? Nếu mà không bể ha cũng cành cạch. Cậu biết không, Cẩm Hương đã thương ông kỹ sư rồi. Nước non gì mà cậu biểu cháu đeo đuổi. Cậu biết không, chính mắt cháu trông thấy hai người dẫn nhau đi mùi mẫn khắp vùng thành phố này. Đi chơi với nhau không có nghĩa là thương nhau, nhất là đối với Cẩm Hương thuộc về hạng gái mới, có tư tưởng mới, có quan niệm mới về hôn nhân. Cô ta cũng từng đi chơi với mày. Cậu ơi, có lẽ ông kỹ sư đó có đủ điều kiện để cho Cẩm Hương yêu hơn là cháu. Có lẽ vậy.
sao mày buồn? Trời ơi, không buồn sao được, mất tình yêu mà không buồn. Cậu ơi, còn chi nữa mà mong bà Nguyệt không sẽ sợ tờ hồng, nên trao không lọt vào mắt xanh của người ta. Tao không biểu mày gian sinh, nhưng phải giành giật với tình địch chứ mày. Đời là tranh đấu mà. Người ta là kỹ sư, còn cháu chỉ là thiếu quý quèn à, làm sao mà đấu tranh cho lại. Về để về xã hội, mày mới thua có một điểm. Nhưng bù lại mày trẻ nè, đẹp trai, được một điểm. Như vậy là 1-1. 1-1 thì chỉ mới hòa thôi. Kỹ sư giàu có, cháu nghèo khổ, cháu thua một điểm thì kể như 1-2, thấy không? Cháu thua một điểm thì kể như 1-2 rồi. Nhưng mà mày điển trai hơn, được một điểm kể như là 2 hòa. Hai hòa hả? Nhưng mà cháu làm sao có một điểm nữa, đặng mở thêm tỷ số thắng lợi. Là không ấy cháu lừa cơ cháu đá vô tay để cho phản đền được không? Bài. Nè Long à, nghe cậu nói nè, cái bàn thắng nó sẽ nghiêng về người tấn công hữu hiệu trong nước rút sau cùng. Mày đừng có mặc cảm tinh thần chủ bại. Long, cháu phải chiến thắng để trả thù cho cậu. Cậu à, cậu nói thù gì? Cậu nói cái gì lạ vậy? Long, cậu mà ngày nay với tâm thân tàn ma dại, bị người đời miết thị rẻ. Cậu à, ý cậu muốn nói chứng bệnh viện của cậu à? Phải. Cậu mang bệnh này sau khi bị chúa chắc tuyệt tình. Người làm cấu khô là mẹ cẩm hương như mày đã biết. Lòng ơi, có nhiều đêm cậu nằm nhìn khoai thuốc quần quần giữa không trung, hồn lân lân thả về dĩ vang. Hận thù vỡ ra những giọt chát chua mặn đắng cay nồng. Cay đắng kinh niên hận thù đây đức mãi không ngừng. Cậu càng thù lũ nó càng hạnh phúc, nó sung sướng êm đềm và đẻ trai sanh con. Cảm ơn cái tinh tình thương của lũ tàn nhẫn kia, cho nên hãy con nó khổ thì mẹ của nó mới khổ. Mày trả thù cảm hứng tức là mày thay tao trả thù hận. Kẻ đã kinh miệt chê bai tao nên phụ dài ân tình. Cảm hứng có tội gì đâu với cậu mà cậu thù. Tao thù hết. Tao thù luôn cái giường nó ngủ, cái mền nó đắp, cái gối nó ôm, cái gương nó xoay, cái mâm nó ăn uống. Tao thù hết. Tao thuốc má chính phóng chết chứ ai mày. Nhưng mà sức mấy lớp pháp luật bắt được tao. Chồng của nó chết tao cười nửa miệng, còn nửa miệng tao đang chờ vợ tao khổ tao cười luôn. Phải rồi, cháu phải trả thù Cẩm Hướng. Nhưng mà cháu trả thù Cẩm Hướng bằng cách nào đây? Mày dụ cho nó mê mày đi, rồi mày dụ nó hút áo phiệt như tao. À phải rồi, cháu sẽ dụ cho nó mê cháu.
người cha rồi cha si dụ cho nó hút ấp phiện như như cậu vậy á, cho tàn tạ như cậu vậy đó, cho khổ cuộc đời của nó như cậu. Ủa mà không được cậu ơi, sao đủ lỡ cháu ghiền theo rồi sao? Bảy bảy mày phải ráng nhịn chứ mày vậy là chết cậu luôn lắm. Phải rồi, cháu sẽ ráng nhịn cho nó khổ cuộc đời của nó, rồi mày dứt mạnh cho nó bay bổng lên trời như con gái mẹ con nó dứt tao hồi trước cái vậy đó. Phải đó. Anh buông tay ra đi Sương. Tôi nói anh buông tay ra đi Sương. Anh đừng chờ tôi vô bệnh viện nữa, anh để cho xe cản chết tôi cho rồi, tôi không muốn sống nữa đâu. Em nói gì kỳ vậy? Chuyện nó có gì đâu mà em lủi vô xe em tự tử? Tôi muốn chết, anh để tôi chết cho rồi đi, anh gọi tên tôi làm chi nữa? Sương, anh đã hiểu được lòng của em và vô cùng cảm động. Anh không quá vô tình như Sương đã nghĩ vậy đâu. Anh không vô tình. Như vậy mà anh đòi cưới của Cẩm Hướng, mừng rằng mà anh không biết người ta khổ, người ta đau. Ngày trước anh không biết được em, chứ hôm nay anh đã biết được em rồi. Khi đã biết được nhau thì anh không để cho Sương sầu khổ nữa bao giờ. Chỉ có những kẻ khổ với chúng ta mới có ý nghĩa họ tâm đầu. Anh đến cùng Cẩm Hướng với trái tim lưu manh lường gạt, để sau này anh sẽ kể hết cho em nghe. Em vết thương của em không sao đâu, bị đầy chỗ sơ sài thế này thôi được rồi. Để anh báo tin với bà Ngọc Lợi, trước em về em cứ ở đó sung sướng tấm thân. Có lẽ em ăn ở hiền lành nên trời ban cho em số đỏ nhất trên đời. Anh Lưu, bây giờ em hiểu được anh chưa? Anh thương em, anh yêu em mà Sương. Thì biểu cái chi người ta cũng nghe hết. Biểu người ta đi làm mướn cho bà chủ tiền gạo, người ta cũng nghe. Rửa mà không biết lòng dạ của người ta răng. Tại vì hồi đó anh tưởng em là một cô bé ngoan thôi, chứ bây giờ anh nói là anh hiểu em rồi. Anh Lưu nè, hồi bò mạ còn sống, em chỉ thương có bò mạ. Bò mạ chết rồi, em chỉ thương có một mình anh. Thiệt không? Anh biết không, đêm đêm em van vãi cho bò mạ được cùng anh chung sống ở đời. Em, anh biết không, em tính như thế này nè. Em tính để dành thiệt nhiều tiền ấy, rồi em mua sang tiệm bánh nè, rồi tiệm bánh phát đạt lên, dần dần rồi mình mở tiệm ăn ấy. Nè nè, mày lắng tai nghe cho kỹ nghe. Rồi tao sẽ chỉ cách cho mày kiếm tiền. Nè, nói cho đã nghe. Nói cho đã mà có tiền chưa, có đầy đủ tiền chưa hả? Chưa có đủ. Chưa có đủ phải không? Nè, hả? Mà em nói nè, không hiểu sao bà chủ thương em lắm. Bà chủ bảo em xài bao nhiêu cứ xài ấy, nhưng mà em có lấy đâu. Em chỉ nhận tiền công mà khi nào mà em làm thôi, thành ra chưa có đủ tiền. Bây giờ muốn đủ tiền phải không? Đừng ghen nữa nghe. Để anh đóng tiếp cái vai kỹ sư đại tá giả đi hỏi vợ này đi. Công chuyện hoàn thành đó thì anh sẽ có tiền để sang nhà hàng mở ca nhạc như ý em muốn nhé. Ôi chú cha mẹ ơi. Hả? Nói như rửa là anh đi cưới vợ đóng kịch thế. Chứ sao? Đất. Cho anh thôi miếng gọi này. Cái đồ quỷ yêu à, thương người ta như rửa đấy. Đó, thấy không? Đó. Tôi đánh cười lớn nha. Tôi nói người coi trên mà cũng có cái vụ đó nữa. Thầy ký. Sao vậy? Số còn mắc quá. Ủa, Thiếu Quý cũng đi bến tàu không mát nữa sao? Thưa cô, tôi cần phải giảm mát vì nực nổi quá. Xin giới thiệu, đây là kỹ sư Đỗ Lưu. Có thể
À, chị nói có thể là chồng tương lai của tôi. Và đây là Thiếu Quý Long, cũng đã có một lần coi mắt tôi đó. Hân hạnh được biết Thiếu Quý. Chào kỹ sư. À, nếu Thiếu Quý thấy rõ là mình không thể nằm trong thế thượng phong, nên rút lui đi, đẹp hơn. Xin lỗi. Ngài chỉ hơn tôi về cái cấp bằng kỹ sư, và hơn tôi về tuổi tác, nhưng mà quan niệm ái tình chưa chắc hơn tôi đâu nhé. Phải, hôn nhân không căn cứ vào địa vị xã hội. Chắc ông cũng như tôi, không ai có quyền chối cãi. Phải nhận không có cô gái nào chịu ưng già hơn trẻ. Ông Lưu năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Tuổi mới trên 30, đâu phải là già. À, vậy già hơn tôi những 10 năm mà ha. Tuổi non mới nặng 10, mặc cảm tự ti, trong chợ duyên đâu phân biệt già hay trẻ bao giờ. Tuổi son son chưa chắc thua trai. Trong chợ duyên á, trai già vẫn mất giá. Theo tôi á, sồn sồn á, nên kiếm những cái bà sồn sồn á, mà gả duyên. Nồi nào á, úp dung nấy đi kỹ sư ơi. Rồi, bắt gặp rồi. Đó, bà chủ tin lời nói của tôi chưa? Xin lỗi kỹ sư, cho tôi hỏi. Khoan, anh kỹ, để tôi hỏi. À, nè, ông Lễ tương lai, ông làm ăn cái gì kỳ cục vậy chứ? Vậy thưa bác nói gì, sao cháu không biết gì hết vậy? Sao không biết? Ông dám cả gan dụ dỗ sát phạm của nương nương, ân ái yêu đương trong nhà thương bữa đó, không biết điều xấu hổ. Ai nói với má như vậy đó? Có tôi với thằng xóm thấy dội cho bà biết, đừng gả con cho lũ gà đồng. Cậu đừng phát ngôn bừa bãi, kỹ sư Lưu là người đứng đắn. Còn nhiều chuyện xấu xa, về nhà tôi nói hết cho bà nghe. Má đừng vội giả tin lời lẽ của ông Hiền. Cảm ơn. Dạ. Hổn đi, cậu kia ra mà đánh con chết à. Má. Thôi đi. Còn kỹ sư, sao đứng làm thinh vậy? Tại đúng y chang như vậy nó mới làm thinh chịu tội. Có gì đâu bà chủ hỏi. Anh Lưu, anh phải trả lời, phải tự biện hộ, tự cải chính việc anh tư tình với cô Sương. Có ai là người ta vu oan cho anh? Anh Lưu, ôi có ai không? Sao lặng như tờ vậy? Vụ đó rõ ràng ai hai là bốn, nên người ta im lặng chứ sao? Trời ơi! Nếu thật sự ông đã cùng với cô gái quê kia đã thương nhau, cũng không có điều gì đáng trách. Chính tôi là người đáng trách, vì chưa hiểu được ông đã dối chôn đời trong ánh mắt của ông. Rồi những niềm quan lạc ông mang đến cho xương là lưỡi gươm vàng cắt đứt tơ dương. Tôi kể như đã hết rồi, tôi vừa tính giấc mơ điên. Cầm hướng à? Thôi em đi. Ông hãy đi, tôi không gả con cho kẻ chân đàng hoàng. Không được chồng kỹ sư kể ra cũng uổng thật, nhưng bà chủ đừng buồn, trao tôi sẽ cám vô.
vài năm nữa nó cũng đại tá, không chừng nó đại tướng nữa là khác, thì đâu có thua gì kỹ sư đâu, phải không bà chủ? Trời ơi, hư bột hư đường hết rồi, mọi sự hư hết rồi. Cái gì đâu mà hư, không gả được người này thì gả cho người khác. Ế ẩm gì đó mà ông kêu gào lên như vậy? Gả con mà không có gả cho ông kỹ sư đó đó hả? Trời ơi, tôi khổ quá bà. Tôi còn khổ gấp trăm ngàn lần hơn ông nữa nè. Cái thằng ôn dịch đó, nó làm ô uế xác phẩm của nương nương rồi. Lên đây. Nương. Nó là con nhỏ bán bài ca đó, con gái ông thần tài cái khí khô. Nó gạt bà cũng tin. Trời ơi, đó là xác phẩm con gái của ông thần tài. Nói vậy rồi ông thần tài ông giận ông, ông có bồ hộ nữa đâu nghe chưa? Trời ơi, thần tài cái móc gì, nó biết gì mà bồ hộ cho bà được phát tài. Ông không chú ý chuyện nhà cho nên ông không thấy gì hết trơn. Từ khi có nương nương trong tiệm gạo bán dù như bay, giá mấy họ cũng mua. Đến khi gặp tai nạn rủi ro, nương nương vô bệnh viện co mấy hôm, bán buôn mấy nghệ không lời gì hết rồi. Bà chưa biết tại sao bán buôn không được hay là bà giả bộ. Giả bộ chi tôi? Hôm trước là gạo hút mình khéo tích trữ được rồi lời nhiều, hôm dài có lệnh cắt rau phải bán giá chính thức nên lợi ích vậy thôi, chứ không có nương nương nào phò hộ hết á. Không phải vậy đâu. Tại vì nương nương nằm nhà thương cho nên không có phò hộ mình, cho nên mới bán buôn ấy ẩm gì đó. Ờ phải mà, nương nương có nằm nhà thương, nương nương mắc lo tỉ tê với người ta. Trời ơi, nhắc nghe càng thêm tức. Cái đó là xác phạm tỉ tê chứ đâu phải là nương nương. Ủa mà sao tôi coi bộ ông ghen quá vậy? Ghen chứ sao không ghen. Ông nói sao? Bà, bây giờ tôi nói thiệt với bà nghe. Vậy chứ hồi đó tới giờ ông nói dối với tôi hả? Không có, cũng thiệt đó, nhưng mà có 50% mà. Còn bây giờ? Bây giờ tôi nói hết, 100% nói thiệt hết. Nói thiệt hết? Ừ. Mà nói thiệt cái gì? Tôi thương bà. Hả? Đừng chọc lét nha, nhột nha. Không có chọc lét đâu, thành thật mà. Tôi thương bà thiệt mà. Bà ơi, tôi quá sáng năng, việc của tôi làm chuyện đơn giản. Tôi mướn mũ bóng năm lên đồng, nói cô Sương là con gái ông thần tài, cho bà nhận cô này về để tôi được gần gũi ép duyên xương. Trời ơi, thằng quá tốt cho ông, ngày mai này tôi đuổi nó đi là em chuyện. Lấp lửng với con này hả, là tôi xé xác nó ra làm đôi á. Yên nhất là bà gả cảm ơn cho kỹ sư lưu. Nó vàng như giấy con ở là con người vô hạnh, thà tôi gả con gái tôi cho kẻ bần thùng. Trời ơi, có học mà gạt lương tôi chẳng cần đâu. Cho bà biết hả, đó cũng là mưu kế của tôi sắp đặt đó. Tôi năn nỉ ông kỹ sư thử lòng con nhỏ đó coi nó có thương tôi thiệt không. Ai dè ổng mới chọc sơ sơ cái nó đớp liền à. Trời, con gái giờ kỳ cục quá. Còn ông quỷ sư đó đàng hoàng lắm nha, ổng đâu có thèm mấy thứ tôi sống lạc chợ đó đâu. Thiệt vậy phải không? Đó, tôi nói lao với bà cho máy bay phản lực đụng tôi nát óc đi. Nè. Đừng có thề ổng nghe chưa. Thề ổng trúng nhầm cái giờ lên đó, lúc này máy bay nó ưa rớt lắm nha. Nó rớt xuống nó đụng ông bây giờ á. Nghe không hay? Tôi nói thiệt ở đâu, nó dốc nó đụng tôi. Nhưng mà nói vậy chị cũng tùy con cảm hứng. Nó ưng đâu tới gã nó. Gã chỗ khác kẹt tôi. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nha anh Lưu. Tên anh thêm một tiếng phía sau nữa thì đúng lắm á. Anh tên Lưu, thêm tiếng Manh đằng sau mới đúng nghĩa. Trời đất ơi, vậy thành ra tôi tên Lưu Manh sao? Ông gạt gẫm tôi để sang đoạt gia tài, không phải Lưu Manh sao? Có người cho tôi biết hết rồi, đừng có chối bất công. Không, tôi không chối đâu, nhưng không phải tôi chủ mưu, mà kẻ chủ mưu là ông chủ nhà này nè. Đây, kỹ sư nói cái gì mà kỳ cục vậy hả? Anh Lưu Ni là bạn bệnh bò cho cháu quầy, cho kỹ sư chí mố mà gọi kỹ sư mại rứa. Trời ơi, tôi muốn bể cái đầu rồi. Tại má chứ tại ai, bây giờ má bể đầu bể cổ. Tại tao sao? Tại má muốn có chàng rể cao sang bị dượng lừa chứ sao? Trời ơi, con tôi nó quan tôi nè, trời ơi. Dượng dẫn Lưu Manh vào xin cưới con. Tôi học máu ra tôi chết cho bà thấy lòng dạ của tôi đàng hoàng chứ không gian manh.
Ê, thằng khốn kiếp kìa mau cứu tội, để vợ tao hiểu lầm bụng dạ của tao. Ai nói thêm cho ông làm ăn tội đó? Ông đâu xúi tôi làm cái gì đâu quá đáng. Chỉ xúi tôi sang đoạt gia tài. Trời ơi, rồi tôi đôi mỗi đứa một phần, chứ đâu có xúi điều gì. Ông có xúi cái điều gì quá đáng đâu, phải không ông? Trời ơi, con ơi là con, chồng ơi hỡi là chồng, chồng có lập với người ngoài, đó của vợ để mà tài phá quá thề. Tôi xin thề, tôi mà có mưu mô á. Ông à, ông không mưu mô chứ ai, ai mưu mô? Tôi sắp đặt đem cô bán bài ca vô đây chi tôi chứ. Cho Dượng cãi gỡ chứ làm chi. Rồi tao có cãi gỡ được gì không mày? Có ăn uống được gì không? Tại má mày tin đồng bóng mày gạt ráng chịu á. Thôi lên đi. Hả? Ông đừng có mong đoạt gia tài của tôi. Tôi gả con cảm hứng cho Thiếu Quý Long. Hả? À, bà gả nó cho Thiếu Quý Long là chết tôi rồi. Trời ơi. Kéo ghê. Cơm có gài, đẩy vô đi. Ban ngày đốt đèn chi nóng được vậy cậu? À, ngọn đèn đó là ngọn đèn lưu ly ở trên thượng giới, đâu có nóng em. Nóng chứ sao không nóng mày. Mày hỏi cái giọng đó là quả giọng lên đầu tao rồi đó. Tụi bay tới cái hang chuột này để đá vô hông của tao phải không? À cậu ơi, cháu đến đây để bao tình cùng cậu rõ, chung cháu sẽ cử hành hôn lễ. Công của cậu làm mai một năm qua thật không hoài, ơn cậu nắng hoàng trên vai, ngàn đời hai cháu thể không bay. Tao không đòi bay đầu heo nóng thịt, chỉ đòi bay thật giả yêu đương. Tìm hiểu nhau trong một năm trời nên bây giờ đã thật giả yêu nhau. Còn cái vụ kỹ sư lưu đến đâu rồi? Còn chứng lưu gì đến cẩm hứng nữa không? Chậm một chút là cháu đã ưng ông lưu rồi. Trời. Anh Tiểu đâu kìa Long? Đợi dậy bay. Anh Long ơi. Đợi không nổi vậy? Để đó tao. À, thôi kệ để cho nó nằm luôn đi. Chứ không phải cậu đỡ không nổi. Tao thấy nó tỉnh rồi, tao không đỡ chứ bộ. Trời ơi, tôi muốn lấy ống tre này tôi đập vô đầu tôi chết cho rồi. Trời Long ơi, ống hút của tao, mày đập đầu mày mà chết đầu tao Long ơi. Em ra chợ một chút về liền nghe anh Long. Cháu đi nghe cậu. Giờ mày đi chợ làm chi vậy? Đi mua cho cậu một ký nho. Vậy hả? Cho vô vài cặp, quất vài trái nho, hãm một ngụm trà tàu, xích một hơi thuốc lá thơm là cha đời rồi. Cậu cười cái gì vậy? Mày đóng kịch tần tình, nổi cái mày xỉu là tao chấm điểm cho mày quanh sụt quanh hết đi. Tại đóng kịch mày cao. Cậu ơi, cháu đây xỉu thiệt, nào phải đâu giả đò. Nó mày rồi mày ơi, có cãi gỡ gì tao không? Sao? Có thì chia cho cậu mày mua thuốc ro. Sao? Sao lắc đầu? Không có hả? Mày bớt quá mà. Cài được túi sắt mà không ăn đồ là ngốc. Trời ơi, trong mưu lược của cậu nó không có cái khoản ăn đồ. Phải tùy cơ ứng biến chứ. Ngu quá. Liệu bây giờ mày bỏ nó là nó có khổ không nè? Trời, con bây giờ mà bỏ hả? Khổ dữ lắm. Vậy thì mày quất ngựa chú lúc này là đúng lúc lắm đó. Để cho nó khổ giống như mẹ nó ngày xưa tam vào bỏ tao khổ sở mấy chục năm nay. Cháu à, muốn xa cảm hướng theo kế hoạch của cậu dành ra cho cháu. Nhưng lỡ kẹt. Kẹt cái gì? Ban đầu cháu giả đò yêu, bây giờ chỉ còn kẹt sợ tóc. Bức sợ tóc nó bỏ. Đâu có được. Sợ tóc đó là tóc tơ khó đứt lắm. Mày nói sao tao nghe sốt ruột quá vậy Long? Cháu. Sao? Cháu đã yêu cẩm hướng thành thật rồi. Trời đất quỷ thần ôn binh ơi, máu trào chết tôi rồi, nó phản phé lại tôi. Cô phải đành riêng mang, đến tắc hơi không mang rửa hơn. Thôi đành
cam lòng. Cậu ơi, vì thương cậu nên cháu đã nhiều lần toan lánh xa nàng vĩnh viễn. Nhưng cậu ơi, không thể nào xa được, vì hình ảnh nàng như đáy nước trăng trong đàn bóng khuôn vàng. Cháu cố giận lắm đó nghe, nhưng mà ác nghiệt thay cho mạnh lực của ái tình. Hình ảnh cậu và nàng cứ song song phản chiếu, tình cậu và tình nàng mãi mãi sẽ lòng con. Nếu cùng cảm hứng trọn tình sao, trước cháu phải quên mối hờn của cậu đã tiêm nhắc suốt cuộc đời. Nếu làm cho cậu dơi được mối căm hờn, cháu phải gián đoạn tơ luôn trong thời kỳ đắm đuối. Tao ngu, tao dại dột bỏ lên đòn cân, tim tao và tim mày trọng lượng ngang nhau. Tao lo quên tim tao khô cằn, tim mày nhạy cảm. Tao ước lượng được tình đam mê của mày lấn át tình yêu cậu. Cậu ơi, cậu cứ trách cháu bao nhiêu, cháu cúi đầu vẫn chịu, chứ không thể xa nàng dầu tình thương cậu rất nặng nề. Cháu không thể đôi yêu khác sống chịu đau khổ ê chề. Một cõi lòng trong dòng ôi ghê gom quá nhạt nhẽo, nào bằng nhạt nhẽo chẳng được yêu. Cậu hãy sống trong địa vị của cháu ngày nay, rồi gian cậu thương cháu mà không cảm, xóa bỏ đi hận thù dĩ dàng cháu mới yên lòng nghỉ đắm mộng say mơ. Cảm giác của mày hiện giờ là bản sao cảm giác của tao hồi 20 năm về trước. Tao lưu ý cho mày biết sao cái thời kỳ mà cậu ơi, người thế hệ trước và sau khác nhau chứ cậu. Nhưng mà tình yêu của thế hệ trước hay là thế hệ sau cũng vậy, bắt đầu bằng nụ cười, kết thúc bằng giọt nước mắt. Bởi vậy tao khuyên mày, muốn đừng khóc đừng vội ham cười, muốn đừng khổ thì đừng yêu đắm đuối, muốn khỏi cô đơn thì đừng sum họp, muốn khỏi bị tuyệt tình mày cứ xài sách của Sở Khánh. Thù hằn đốt tim cậu khô cằn, dòng máu vị tha quảng đại, cho nên cậu không còn biết thương ai nữa cả. Cậu à, cậu nuôi nấng hận thù làm gì, hãy để cho tâm trí rảnh rang đặng yêu đời với chớ. Bày nói bây giờ tao mới biết là tao bậy. Thôi bây giờ sắp tới tao không thù không giận ai hết. À, thiệt hả cậu? À, vậy ha, vậy thì cháu chạy cho vợ cháu hay nó mừng nghe cậu. Đừng chạy, có chuyện giúp té mạch máu bây giờ. Cậu, anh Long đâu rồi cậu? Trời, tua chết cha cái lưng tôi luôn. Đi rồi, nó mới gây với cậu việc cái vụ đóng kịch. Nó toan nó bỏ đi. Đóng kịch? Đóng kịch gì hả cậu? Đóng kịch yêu cháu đó. Sao? Nó trề cái giọng nghe muốn trào máu. Hả? Nó nói. Nói sao cậu? Cậu biết không? Sao cậu? Con Cẩm Hương nó mê cháu như điếu đổ. Hả? Cháu lấy nó để qua đường. Trời ơi, sức mấy mà cưới con gái lãng mạn. Con lãng mạn? Trời, một năm dò xét vẫn còn lầm lẫn. Rõ ràng bọn trẻ yêu đương chỉ vì sức hút của dục tình. Biết lòng dạ của nó như vậy, cậu buồn hết sức vậy đó cháu à. Cậu,
tìm hiểu lẫn nhau đã tạo ra biết bao kỷ niệm êm đềm thơ mộng. Lòng đến với cháu như con chim nhỏ ngây thơ đến đầu trên cành. Giận lòng giả dối gạt lừa, chỉ dẫn mình nhận xét lòng người chưa đúng mức. Khó tìm ngọc quý trong xoài xanh thời đại, tình lớn đâu có trong tim mùa trai trẻ ngày nay. Cậu nói để cho cháu để ý lòng dạ của thằng Long đang thuyết phục nó yêu cháu, chứ không phải cố ý khốn nạn chia sẻ tình yêu của cháu. Nói có trời làm chứng. Cậu sự phụ phàng của Long là chiếc gương phản chiếu lòng của cháu hiện rõ. Hiện lờ mờ hình dáng của anh Lương, dù đứng tuổi nhưng dục tình được kềm hãm, biết trọng vai yêu như trọng cánh hoa tươi đẹp. Nhưng cháu quay lưng chơi lưu chỉ nghịch cảnh xuôi nước. Người như thế mới đáng cho cháu phục tùng, phục tùng mới nảy sinh ra tình yêu được. Có chân thật yêu mới tạo ra hạnh phúc, mới chung sống nhau sống đến ngày cùng tất cuộc cuộc đời. Thôi đừng khóc, ra sau múc nước rửa mặt cho nó tỉnh táo đi. Chết mẹ rồi, thuốc thơm để hãm hơi rồi. Để cháu đi chợ mua cho cậu gói ba số năm nghe cậu. Thôi thôi đừng mua gói, mua luôn cà tút cho nó gọn. Con đi à. Tao có lưng muốn chết. Bây giờ mình nằm được làm một ngao coi. Dạ. Chào thầy ký. Chưa nằm đã ngồi rồi. Riết về xương sống của tôi gãy dụng gãy dần. Có môn đem nấu cháo cho heo ăn. Chào cô. Ủa, cậu nào đâu? Cháu là đằng sau củi chạy sơn đi mà, chứ cụ nào? Ê, trời trời, sao mau hấp quá vậy mày? Chạy xe ôm không khá mới xoay qua cái nghề nuôi đề. Bị đề nuốt chiếc xe buồn quá, cháu mới bắt chước thầy ro để quên buồn. Quên buồn có mấy tháng mà tới bời qua lá như vậy đây. Tôi già lỡ chơi cái này nó phải chịu. Nhờ trai tráng mà đặt chơi chi cho nó có hại. Mày vô chi đây. Dạ kẹt quá, thành ra tôi vô đây xin với thầy cho tôi ké dài ngao. Cứ của tôi đã lên ngập buôn kẹo xương hầm, nhớ nói trời kia non thuốc hồng như để mời về đi. Thầy cây thương giúp cho tôi một lần này thôi, nếu không cho tôi chết có chắc không ngồi tù. Muốn con ngào để phi phải này lần ra làm, chú cố gắng xin đi tôi chỉ cho mà làm có tiền ra. Thì làm gì thầy nói mau đi, để có đô tôi chứ. Lúc tiền đâu mà nó kêu réo tôi, biểu cái gì tôi cũng làm, biểu giết người tôi cũng dám chơi luôn. Ngồi đó đi, chỉ cho.
Thầy nói mau mau đi, trời đất ơi, tôi đang sốt ruột sốt gan mà cứ lầy nhầy giống mình cha hút quá. Nó đó, tôi xin lỗi sư phụ. Biết tìm ngọc lợi không? Bán gạo chợ đen, biết rằng. Chỗ bà dâu gạo đi trữ, biết không? Tìm chút xíu là biết liền chứ gì. Mày biết bó cảnh sát không? Vô đó hà rầm. Bộ mày quen lớn ở trong hả? Ai cũng quen hết trơn hết trọi, quen toàn thứ dữ không. Tại mấy lần ăn cắp vặt bị bắt điều tra đó. Trời đất ơi, mà sư phụ hỏi vô đóng chi vậy cha nội? Chú lại đó tố cáo một bạn Ngọc Lợi trữ gạo bán chợ đen, bắt được qua tang tịch thâu gạo, chú được thưởng 1 triệu, tha hồ mà ngáo tài ngáo xấy. Thôi thôi thôi, ác quá cha ơi. Giết người nó không ác làm vậy, ác cái gì mày? Ai giết người? Tôi chứ ai chú. Trời ơi, thầy ký giết người. Ôi, ốm nhôm ốm nhách rồi ốm hơn tôi đó mà nghiện ngập về mà dám giết người sao? Ốm yếu cầm không nổi gói thuốc độc. Má chính phón lạnh con gói là nhào tiều. Giết người ở tù chết đúng không? Mấy chục năm nay có ở tù ngày nào đâu. Thôi đi mau đi cha nội, ở đó hỏi tầm bậy tầm bạ khai tùm lum ra hết bây giờ. Nhà thầy cho tiền xe. Đi bộ đi. Cái thằng cha gì như đòi hỏi lằng nhằng ấy như mấy chứ ghiền. Ghiền chẳng ghiền. Trời ơi, thầy bà gì keo bỏ mẹ luôn. Cậu, ba số 5 nè cậu. Có gói hả? Đốt bây giờ tới chiều hết mẹ nó rồi, tối lấy gì hám. Để cháu chạy mua thêm vài gói nữa nha. Trời ơi, đi ngã nào mà để cho người ta ký muốn chết à. Đu ra, không có giỡn à nghe. Ủa, gì vậy? Giận hả? Trời ơi, càng giận cái mặt càng khí ghét. Đu ra đi. Để thương người ta đi kiếm không gặp chứ bộ. Đừng có đóng kịch nữa, lối diễn xuất của anh vụng về lắm. Cậu, bộ cậu có nói gì với Cẩm Hứa không vậy? Tao mà có nói cái gì, cổm hốt tao đang lo đi. Đừng có kiêu hãnh, đừng có khinh khỉnh, đóng kịch như anh là hàng tồi. Trời đất ơi, sao bỗng dưng em chửi anh. Cậu, cậu có nói gì với Cẩm Hướng phải không? Sao cứ nghi kỵ cho tao hoài. Tao có nói gì bậy bạ với tao hút nhầm vô hết đi. Sao anh không tự hỏi anh mà lại hỏi cậu? Còn cô nữa. Sao? Sao không tự mình hỏi lấy lương tâm, thử xem cô đứng hạng nào, xứng cho tôi trọng cô hạng thần tượng, hay cô chỉ là pho tượng rút trong không. Pho tượng không tim, đang ném vào sọt rác. Khốn nạn tên đóng trò. Không có nghề là bể cái mặt của tôi rồi. Phải, tôi phải đóng trò vì khán giả độc nhất của tôi thích trò mua rồi tiên nói đích thật của con tim phải dành cho kẻ chân thành. Tôi tiếc rẻ nụ cười với người giả dối hối hận đã buồn ra tiếng chung tình. Có lẽ con chim trời còn quá nhiều ước vọng, không chịu xếp cánh trong chiếc lòng hẹp của yêu đương. Quan lạc và tội lỗi dậy đầy trong lòng cô, mãi tham vọng lái thuyền tìm bến mới, bỏ quên hẳn dòng sông con nước. Người như cô không xứng cho tôi thể ước hương nguyền. Tuổi trẻ như anh biết cái gốc gì mà thể ước hương nguyền. Vậy chứ tụi nào mới biết chứ hả? Trẻ thì sồn sồn ngoài 30 như kỹ sư đổ lưu cho hỏi cái gì. Phải rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái tên kỹ sư lưu manh kia mới xứng đáng để cho cô gửi phận trao thân. Cô đi đi, cô đi đi, cô đi đi.
chê cười. Nhưng mà đâu ai trách sao núi tuyết trắng đầu, đâu ai phiền giận lòng người đen bạc. Mặt nạ có cái phản tình đến đây đã bị rơi xuống, chuyện qua rồi kể như giấc chim bao. Chào cậu, cháu về. Chào cậu, cháu về. Nè, về nha. Về. Không có được, về đi, chung đường với tôi à nha. Đường của nhà nước tôi đi, không có ai có quyền cấm cản tôi hết á. Vậy chứ vừa lá gan của tao. Tao nói đừng có chọc ký manh này. Tao tung quả mù là tình duyên tụi bay bị tiêu tán đường hết. Nằm xuống làm ngao coi. Nói chuyện nãy giờ hao đồ quá. Thầy Ký ơi. Thầy Ký. Vậy đó. Tôi tố cáo mẹ Ngọc Lợi rồi. Vậy hả? 10 cái tiệm gạo Ngọc Lợi cũng danh, con mẹ ở tù là cắn. Bà có bị bắt rồi ở tù à, chắc bà chạy được thuốc hả? Chạy thuốc con mẹ gì, tôi có thấy chạy trọt thuốc men gì đâu. Tôi nói thầy nghe nè, tôi đứng tôi chứng kiến từ đầu tới cuối, tôi có thấy thuốc men gì đâu. Gạo của bà có giấy tờ hợp lệ, sổ sách đàng hoàng thẳng ngay, làm sao bỏ tù bả được đây? Bả là tay gian thương có hạn, bả mà buôn bán thẳng ngay đêm chặt cái đầu thôi. Tôi nói dạng sự cũng tại cháu thầy rồi, là thiếu quy lòng. Khuyên bả buôn bán thật thà nên bả mới nghe theo đó. Cháu của thầy là rể tương lai của bà Ngọc Lợi, nên sổ sách thu chi thầy ma rất bất minh. Bà có nói cái gì với chú nữa hay không hả? Bà điểm mặt tôi, bà hét rằng sao bây giờ dù cao tao hả? Rồi chú trả lời sao? Mau nói tôi nghe đi. Ruột gan của tôi đang lên, tim tôi nó hồi hộp đập mạnh. Tôi nói một câu nhẹ hiều à, thầy ký manh suối biểu tôi. Trời ơi, vậy là chú cắt cổ tôi, không lộ dao cho nó nhân đạo. Nhưng mà cảnh sát đâu có chịu tin gì đâu, có bằng chứng thật. Phải rồi, chuyện có vụ vơ, cảnh sát sao chịu tin? Nó thiệt không phải khoe với thầy chứ nhờ tôi đó. Nhờ tôi nói thêm cảnh sát mới tin liền. Mà nói sao? Tôi nói thầy Kim Anh á, thuốc chết má chính phong đó. Trời đất ơi, tôi ăn ở hiền lành sao mà người ta xúm nhau là hại tôi vậy nè trời. Kim Anh đâu? Rồi, bà Ngọc Lợi kiếm thầy hỏi cái vụ người giết chồng đã. Trời ơi, người gian mắc nạn rồi nè trời. Chạy thầy ơi. Thôi, chẳng thà bị bắt chứ chạy kiểu này một hồi là đứt hơi chết liền. Vậy thầy ở đây đi, tôi chạy cu kỳ. Trời ơi, làm sao đây? Đây rồi. Kim Anh đâu rồi? Có trốn ở dưới gầm đi băng hay không? Chui ra mau, chui ra. Cái bao gạo, có trốn ở trong bao gạo không vậy? Chui ra mau. Cái giọng tẩu Kim Anh không có chịu ra chịu tội hả? Tôi đập nát cái ống hút này liền. Ra không? Khoan, tôi ra. Trời ơi, tôi ra chịu tội mà. Đừng có đập nàng tiên bóng láng của tôi. Xin bà chủ cho tôi xin cái này nè. Giết chồng tôi ra sao? Khai hết, tôi sẽ trả cái ống tre này lại cho cậu. Thôi, mày giết tao rồi còn cậu cái gì nữa? Tại sao tôi đi với má tôi mà anh cũng tò theo tôi vậy? Nè ngang, tôi không có theo ai hết à ngang. Tôi đến đây để thăm cậu tôi à ngang. Má, có mặt cậu của ảnh đó, má hỏi đi. Ảnh nói con là đồ đắc nết,
đồ gái lăn lòn lấy qua đường cho bỏ ghét. Nè nè nè, tôi không có nói vậy à nghe, cô đừng có đặt chuyện à. Cô nhìn nè, cô nhìn thân thể của tôi nè, cô thấy không? Ôm vô ôm nhách nè, thấy chưa? Trời ơi, giờ vậy ốm. Tôi mất ăn mất ngủ vì cô đó, cô thấy chưa? Trời ơi, đứa nói có, đứa nói không, tin ai bây giờ? Anh Ký, có làm sao nói thật cho tôi nghe đi. Rồi tôi tha cho cái tội giết chồng tôi. Dù sao thì cái vụ này cũng lâu quá rồi, tôi cũng đã vơi đi thù hận. Nếu bà chủ tha cho tôi cái tội giết Ma Chính Phong thì tôi xin thu thật. Năm xưa vì thất vọng với bà chủ nên tôi muốn rửa môi câm. Núi vườn mười mấy năm trường nên tôi bại điều hầu chia rẽ lứa đôi. Cậu cháu và cậu vô can sao cầu tạo hờn cánh. Chơi mẹ không trả được thù nên trúc vào đầu con. Về thất vọng với tôi anh huy hoại cuộc đời, nuôi hận đến bây giờ xin chia khổ cùng anh. Lời nói ấy quá đủ đầy, chắc cậu đã hài lòng. Chuyện mình đã lỡ làng, anh nên nhường lại cho cháu con. Một đời thù hận, chỉ một câu nói cảm thông cũng mát ruột mát lòng. Quán thù gì đều trôi tú luốt hết rồi. Thôi, tôi với bà chủ ăn ở với nhau không được, bây giờ cháu tôi và con bạn ở với nhau cũng vô đó, đâu có mất mát đi phần nào, phải không bà chủ? À đúng đó. Thôi anh hãy lo coi ngài đi. Má biết người ta còn giận không mà má biểu cậu ký con ngài. À, cậu ơi, cậu cứ coi coi ngài hỏi cưới đi ha, sớm chừng nào tới chừng mấy nghe nghe cậu. Ai giận hả, cháu quýnh cho coi. Dám quýnh không? Quýnh đi. Quýnh đi. Đưa mặt đi đánh cho coi. Tôi không có chịu cưới à. Đưa mặt đi đánh cho coi. Nè nè nè. Mấy cái đứa này. Dạ hai cháu chào bác. Ủa, hai cháu đến bác có chuyện gì không? Dạ để báo tin với bác là bác trai đuổi hai cháu ra khỏi cái căn phố kiến thiết mà bác cho hai cháu đó. Ủa sao vậy ông? À vậy đó, cho tụi nó ra chuồng gà chứ không có cho căn phố đó. Mấy người đừng mét bác công thầy lẻo. Nhưng mà hồi dọn về căn phố có bác gái cho phép, bây giờ dọn ra phải cho bác gái hay biết chứ. Con mẹ thọt chi mô mà bác trai bạo rửa. Không biết tại sao mà ông chủ ưa thắc mắc cái vợ chồng tôi quá. Kỳ ghê á. Hỏi móc méo hả? Thắc mắc chứ, thắc mắc là phải chứ. Chú Hưởng hết trơn mà. Con mẩn tơ xứ Quế cũng một tay chú. Sợi quán ngon tôi tức thiếu điều khói gan. Chủ cưa cắt trôi luôn, tôi hoàn toàn tay không. Chú được nhà được phố lung tung, còn tôi được chuồng gà thắc mắc chứ sao. Nói ra thành vô lễ, sợ buồn bác gái nên tôi vui. Lòng tham của ông không đáy, tinh ích kỷ hại nhân. Ký sinh trùng của xã hội là ông, không xứng là người cho tôi trọng tôi nâng. Anh Lưu đừng nói năng như vậy, cháu có lời xin lỗi bác trai. Dạ thưa bà chủ, cháu về để bán bánh bò cho cháu quẩy rồi kiếm cơm. Khoan đã hai cháu. Trời ơi, giữ tụi nó lại chi cho hao tốn nè. Ông à, tôi không có mê tín dị đoan như trước nữa. Tôi tôn thờ cháu sương với con của ông thần tài. Nhưng vì tính ăn nết ở của cô này, không tham lam vụ lợi, biết nhường trên kinh dưới, thì nó phải làm vậy nó mới móc ruột bà được chứ. Bà cãi tôi khóa nhà cho bà coi. Hai cháu à, bác ít con cho nên tình thương của bác tràn đầy quang đầy.
nên bác yêu thương cháu sướng như thể con mình. Bác thương Cẩm Hương bao nhiêu, với cháu thì cũng bấy nhiêu tình. Ông à, sao ông không hiểu cho lòng dạ của tôi, không rời rống bác tiên là cố ý ngăn ông hương hồng bê tha. Tôi đã hứa tặng căn phố ấy cho vợ chồng cháu sương, ông nên giữ cho tôi được tròn lời hứa. Chớ tính mất đi biết bao giờ tìm lại được, tôi đâu dám ngó ai dù con cháu ở trong nhà. Mãi tôi ganh tị mà điều tự ái đó. Cô bác nghĩ coi, tụi nó vậy mà được ăn phố lầu, tôi như vậy lạnh cái chuồng gà, ức chứ. Dạ thưa hai bác, hai bác cho cháu cái căn nhà, nhưng không thương hai cháu. Thà rằng hai bác cho cháu cái chuồng gà, mà tình thương của hai bác hết sức mặn mà. Chúng cháu không dám phụ lòng hai bà, xin bác trai yên lòng, hai cháu không giành giật chi mô. Hai cháu xin nhận lãnh chuồng gà, và cho đó là điều vinh hạnh. Và thưa hai bác, đồ vật chắc ắt mấy cũng có ngày phế thải. Còn tình thương của hai bác, dù cho non mòn biển cạn cũng chẳng phai mòn. Dạ thôi, vợ chồng cháu xin phép hai bác dọn đồ về nhà mới. Chuồng gà của hai cháu. Anh Lưu à, hả? Mình dọn nhà đi anh. Ừ. Dạ thưa, chào hai bác. Dạ chào hai bác. Trời ơi, khổ tâm cho tôi biết chừng nào nè. Bực mình. Xin chào bà. Xin lỗi, tôi chưa có hân hạnh gặp ông lần nào. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cổ Văn Tài, nhà sưu tầm đồ cổ. Cái gì? Cổ Quan Tài hay là Cổ Văn Tài? Văn, không phải quan. Văn hả? Xui. Vậy mà tôi tưởng Cổ Quan Tài chứ. Rất tiếc, nhà tôi không có đồ cổ để ông sưu tầm. À, tôi muốn hỏi cái chuồng gà của bà. Cái gì? Chuồng gà là đồ cổ nữa sao? À, nếu không lầm, trước đây nó là cái chuồng nuôi chim cút do ông nhà nuôi. Đúng rồi, ông điều tra đâu mà hiểu rõ ràng như vậy. À, nhưng mà phong trào nuôi con chim cút vì xếp xì hơi vốn lợi tiêu, mới xây nuôi gà chích chất nên xù luôn. Bỏ luôn tôi không nuôi gà, bây giờ nhận phủ văn có quan phủ lên nóc nhà, trời ơi chắc là sắp đến nơi. Tôi đến đây xin bà mua cái chuồng gà đó. Cái gì? Trời đất ơi, chuồng gà có cổ gì đâu mà ông mua để khảo. Hồi đó nó là mái lá của ông sửa xe đạp. À, mà nghe nói hồi đó ông sửa xe đạp đó, ông mua của cái bà bán nước đá. Bà bán nước đá rồi bà bán cho bà bán chè. Rồi mới bán lại cho tôi làm chuồng nuôi cút. Nhưng mà tên sửa xe đạp mua cái mảnh đất này của ai? Trời ơi, mua sang tay không có bằng khoáng gì đâu mà tôi biết. Nên tôi đâu có biết chủ trước nó nữa là ai đâu. Ý, bà chủ đây rồi nè. Gì nữa đây? Cái chuồng gà đó bà chủ bán cho ai cũng vậy. Bán cho tôi đi, tôi mua giá cao. Trời, cô cũng khảo cổ nữa sao? Không, tôi là... Là sao? Tiền phong đạo cốt vừa được đợi cho số tiền to, báo mua chuồng gà sẽ được ông bà thương. Chắc cô ở nhà thương biên hòa, tôi vừa ở chợ quán ra. Cô mua của kia làm gì mà giành giật với tôi? Chắc còn ông mua để làm gì mà ông hỏi tôi? Đúng là dân nhà thương chợ quán. Xí, còn ông không phải ở nhà thương biên hòa mới ra. Ôi, tôi không có còn quyền hạn với cái chuồng gà ấy nữa.
quyền sở hữu chủ hiện nay là của vợ chồng của ông bà Lưu Sương á. Ý trời, vậy thì tôi phải chạy đến chuồng gà gặp ngay chủ gia. Tôi rồ sẽ hơi giọt ở đó trước. Trời đất ơi, chắc hai người này bị bệnh tâm thần quá. Chà, ôi mùi gà dữ rồi nha. Đừng có nói về bác nghe bác buồn. Ê, anh làm cái gì đó? Lục cục lọc cọc, anh cưa em rọc. Lục cục lọc cọc, anh đóng cây thùng để đựng bài ca, cho em mang mấy bài ca. Anh chiên bánh tiêu, chiên giò cháo quậy, tình mình cứ mãi như dầu chiên bánh hàng ngày. Thôi mùi gà dữ rồi nha. Lục cục lọc cọc, anh cưa em dọc. Lục cục lọc cọc, anh đóng cái thùng để đựng bài ca, cho em mang mấy bài ca. Anh chiên bánh tiêu, chiên giò cháo quậy, tình mình thơm mãi như dầu chiên bánh hàng ngày. Núi Ngự tuy không cao nhưng vẫn là núi của thành đô xứ Huế. Vợ chồng ta tuy chẳng nhà tường mấy ngôi, sống trong nhà lá đơn sơ nhưng vẫn mến thương nhiều. Em Sương hiền lành phúc hậu nên cảm hóa được lòng người. Tình thương nhân loại của bà Ngọc Lợi kia bị sơ cứng, vì suốt đời bà chỉ biết vô lời bán buôn. Thế mà nết na của Sương cảm hóa được lòng bà, biết nhu tình thương kẻ khó. Còn anh đã đem định mệnh thả diều theo gió, cũng được em quá tâm bỏ tanh gạt lừa. Vợ chồng mình ở cái lều tranh vách nát như thế này mà yên thân hơn là ở căn phố. Ông chủ cứ nấy đòi mái hỏi bực bội lắm. Chưa chắc đâu nghe, rủi ro mà lều tranh này đó dùng mình biến thành villa. Ông đến đây quấy rầy em nữa cho con. Cất villa mà rủi ro à? Em không lộ nét bất bình lúc chồng bà Ngọc Lợi tranh giành căn phố. Anh thấy em vẫn mỉm cười ưng chịu hồn nhiên. Anh im lặng mà phục em tính nết phi thường. Tuy nghèo nhưng không tham lam vật chất, người như thế mới đáng cho anh yêu đến chết, mới xứng cho anh một giả chung tình. Anh à, đồng tiền của mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt mới là đồng tiền vững bền có giá trị, phải không anh? Mồ hôi thì đồng tiền chỉ là sương mai buổi sáng, gặp anh mặt trời là mai một ngày đã tàn. Xin lỗi, có phải hai cô thầy là chủ cái ngôi nhà này không? Không, cái chuồng gà chứ không phải ngôi nhà. Vậy cô thầy có bằng lòng bán cái ngôi chuồng gà này không? Tôi mua giá cao 100.000 đồng đó. Gì kỳ vậy? Nhà tôi đang ở rồi, ông sáng xả vô ông đòi mua vậy là bất phép lịch sự nha. Dạ thưa ông. Thôi, chúng tôi không có bán được đâu. Vì đây là căn nhà kỷ niệm, hơn nữa là căn nhà ơn nghĩa do người ân chúng tôi cho mà. Nè 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 nè, hai cháu, xá chi cái chuồng gà, hai cháu cứ bán đi. Bán rồi cái bác cho thêm tiền mua căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi ha. Đó. Thôi thôi, khỏi. Bà khỏi mua, tôi sẽ mua căn nhà theo ý muốn của cô cậu này để đổi lấy cái chuồng gà. Ê, tôi hỏi mua trước phải bán cho tôi. Anh Lưu à, gì quá, hai người đều muốn mua, phải bán cho ai bây chơi? Trừ hì hoài. Từ từ để ta tính cho. Em hỏi là muốn bán cho ai bây chứ? Thôi được rồi, để tôi tính.
Bây giờ hai người muốn mua phải không? Thôi được rồi, tôi cho đấu giá chuồng gà, ai tranh cao giá thì mua. Ý hay, tôi nghe đấu giá để mua. Tôi đâu liền sợ chi. Giá đầu tiên là 100 ngàn, ai mua hơn á nói liền đi. 200 ngàn tôi sẵn sàng mua. 1 triệu đồng tôi xé tiền ngay. Mua mua làm chi cái chuồng gà ni, 1 triệu đồng quá cao. Ông mua làm chi cái chuồng gà ni, lại tranh giành với tôi. 2 triệu đó ai dám tranh không? 5 triệu chẳng ai dám tranh mua. 3,5 triệu là có theo. 10 triệu đây ông dám theo không? Trả 10 triệu hả? 10 triệu đồng cùng mới dám mua. Như vậy là cô mua được rồi đó. Cô tên chi vậy? Dạ em á hả? Dạ. Dạ em tên là Trịnh Thị Điện. Dạ. Mà người ta hay gọi em là Mát. Hả? Mát hả? Dạ không. Đó là tiếng Tây thôi, chứ tên thiệt của em á là Mách. Mách. M A M A S Mách sắc Mách á. À xin lỗi, tưởng đâu Điện Mát chứ. Dạ cô ở đâu? Dạ trước á em ở Biên Hòa. Dạ. Sao á về về chợ quán. Dạ chỗ thư dữ không ha? Em mới vừa trúng số cặp bãi. Dạ. 35 triệu. Mua chuồng gà 10 triệu, cũng còn 25 triệu làm ăn. Cô mua chuồng gà này mắc lắm, mua căn phố của tôi rẻ 3 triệu thôi ha. Nếu phải mua hết 35 triệu á, tôi cũng bằng lòng mua cái chuồng gà. Đó là đất tổ tiên tôi, nhau rung cha mẹ cũng chôn nơi này. Nơi tiên tổ ông bà ông già cây tiếp nhau vui sống tại đây. Bỗng gia đình ly tan bởi chiến tranh, đất chôn nhau vô giá tôi mua không điên rồ. Hèn chi bà này bà dành mua với tôi là phải. Mua căn phố của tôi mới là không có điên đó. Cái bà đó bà mách điện bà mua thôi, ông mua đi rẻ mà. Tôi muốn mua cái chuồng gà này cũng có lý do của tôi. Lý do chợ quán hay lý do Biên Hòa hả? Lý do là tại cái bản đồ này nè. Đây. Cha tôi lúc qua đời có giao cho tôi cái bản đồ này. Cha tôi quả quyết là chủ cũ của cái khuôn đất này, có chôn giấu cái hũ vàng cả mấy trăm lượng. Vì bất đắc kỳ tử nên không cho con cháu biết được. Tôi rất tiếc, tiếc là không có đủ tiền tranh mua với cô để đào lấy cái hũ vàng. Chỉ tốn có 7-8 triệu mà lời biết bao nhiêu là lời. Tôi không có bán chuồng gà này cho ai hết. Bà, tôi đổi căn phố kiến thiết cho hai đứa này, tôi lấy lại cái chuồng gà bà. Ông sao tham lam quá, nên nói không có sợ người ta cười. Tham cho bộ diễu sao cười. Vô duyên. Chuồng gà của vợ chồng nó thì vợ chồng nó có quyền bán, ông quyền hành gì mà ngăn cản chứ. Trời đất ơi, bà cũng quyết vậy đó hả? Bà quyết vậy là tôi treo cổ lên xà nhà cho bà mồ côi chồng á. Tôi sẵn sàng chịu cảnh mồ côi chồng. Cô giao bà cọc cho người bán để làm tin đi. Đây là ngân phiếu ấn trước 5 triệu đồng. Sau khi làm xong thủ tục mua bán, tôi sẽ chồng hết số tiền còn lại. Trời ơi, quyết định sau cùng. Tôi đi tự vẫn đây nè. Nè, có biết chỗ tự vẫn không? Để tôi dẫn ông ra cầu Bình Lợi. Cái gì vậy, mất hồn mà, cái gì vậy? Gì đâu, nè, tôi với cô đi coi tự vẫn chơi. Hả? Nè anh Lưu nè, em có mơ không nhỉ? Không có mơ đâu. Ăn ở hiền lành, trời cho số đỏ, sung sướng sang giàu, đừng quên hồi khó. Trời cho số đỏ, trời cho. Thank you.
tôi kể người nghe. Đời lam và điệp muôn chuyện tình cay là vòng dây on.